Ta họ Lý, gọi là Lý Phổ, phổ thái quá. Gần đây gặp rất nhiều chuyện thái quá, đầu tiên là một con cú mèo ngậm phong thư ở ngoài cửa sổ kêu cả đêm. Tiếp theo nhìn thấy một chiếc nhẫn trên sạp ven đường cư nhiên có ảo ảnh của một lão già râu bạc. Mở ngăn kéo ra muốn ăn chút thuốc, không nghĩ tới trong ngăn kéo cư nhiên có một cái đường hầm không đáy trải rộng đồng hồ. Tôi không điên. Bỏ tôi ra. Cuối cùng không chịu nổi tra tấn Lý Phổ vẫn là xuyên qua chỉ cần bắt chước là có thể đạt được lực lượng, vì vậy. Tiểu thuyết máu chốt Có đủ lý phổ xuyên qua, từ Tam Quốc bắt đầu không đạn cửa sổ, có đủ lý phổ xuyên qua, từ Tam Quốc bắt đầu TXT toàn tập đao loa, có đủ lý phổ xuyên qua, từ Tam Quốc bắt đầu mới nhất chương đọc. Chương 1 Mới tới Tam Quốc Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 1 Lần đầu đến Tam Quốc những năm cuối thời Đông Hán, hoàng đế hôn mê, hoạn quan chuyên quyền, dân chúng lầm than. Đổng Trác dưới lệnh của đại tướng quân Hà Tiến, từ Tây Lương dẫn binh vào kinh thảo phạt thập thường thị, nhưng Hà Tiến lúc này đã bị thập thường thị giết chết. Đổng Trác sau khi vào kinh không người cân bằng, chuyên đoạn triều chính, tàn bạo bất nhân, dẫn đến thiên hạ đại loạn. Viên thiệu tụ tập 18 lộ chư hầu thảo phạt Đổng Trác, giờ phút này chúng chư hầu tướng quân đang tụ cùng một chỗ thương thảo đại kế. Trong sân có người vẻ mặt trầm tư nhíu chặt mày, có người tràn đầy tự tin mỉm cười không nói, có người thì vẻ mặt mơ hồ. Ý gì? Tình huống gì? Không phải nói hoàn thành nhiệm vụ sao? Sao ta lại chạy tới Tam Quốc diễn nghĩa? Còn thương mại biến thành phan phượng. Lý Phổ nhìn đại phủ bên cạnh mình, khôi giáp trên người khóc không ra nước mắt. Hắn là một người bình thường của thiên triều thế kỷ 21 từ sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông không thi đậu đại học đã ra khỏi xã hội, tuy rằng công việc gì cũng đã làm nhưng kẻ vô tích sự. Gần đây bởi vì lúc bưng thức ăn, khách hàng tìm được hai cái mông gà trong một đĩa gà xé tay, vì thế bị ông chủ làm người chịu tội thay đuổi việc, cho nên không có gì, anh ta chỉ có thể chạy đến quán làm diễn viên quần chúng. Ở đã trải qua ngậm phong thư cú mèo, có trâu bạc lão gia gia hư ảnh nhẫn che kín đồng hồ đường hầm sau lý phổ hoài nghi chính mình có phải hay không đại não xảy ra vấn đề trên đường đến bệnh viện bồi hồi hồi lâu sau quyết định lần sau gặp lại loại chuyện thái quá này trước xác định một chút có phải ảo giác hay không tiếp theo liền bắn ra một cửa sổ có tiếp nhận nhiệm vụ hay không ngay cả nhiệm vụ gì cũng không nói lý phổ do dự liên tục cảm thấy tình huống nào cũng sẽ không kém hơn diễn thi thể chứ tiếp theo hiện thực liền nói cho hắn biết có đó chính là thi thể thật sự sớm biết vậy đã không nhận. Còn tưởng là thời gian vận chuyển, không ngờ là hồi quan phản chiếu. Bất quá. Nếu như Lý Phổ nhớ không lầm, Phan Phượng hẳn là sẽ bị Hoa Hùng chém giết ở trước tỷ thủy quan, vì danh vọng quan nhị gia làm đệm. Như vậy nói cách khác hiện tại chỉ cần nơi này không phải là tỷ thủy quan, như vậy hết thảy đều còn có đường sống vãn hồi, chỉ cầu thần tiên phù hộ nơi này không phải tỷ thủy quan, có thể để cho hắn sống lâu một chút. Chư vị mời xem hôm nay chắn ở trước mặt chúng ta chính là tỷ thủy quan. Một cái hát mập mạp chỉ vào trong đại sảnh treo bản đồ chậm rãi nói, tràn đầy tự tin. Nhưng trước mắt này hắc mập mạp nói những lời khác, Lý Phổ đã không nhớ rõ, chỉ có ba chữ tỷ thủy quan không ngừng ở Lý Phổ trong đầu bồi hồi. Thật sự là chạy theo thủy quan sao? Trước người người này là Hàng Phức, Tào Tháo bên cạnh người kia hẳn là Viên Thiệu, cuối cùng ngồi ghế nhỏ chính là Lưu Bị đi. Còn không vội, Tại ta phía trước ít nhất còn có hai cái kẻ xui xẻo bị chém, trước nhìn xem hệ thống đưa rút thưởng. Ngay tại thời điểm lý phổ suy tư, một tiểu binh đánh báo liền quỳ ở giữa sân. Báo Du thiệp tướng quân bị Hoa Hùng chém vết, Hoa Hùng đang ở ngoài doanh chửi bậy. Các chư hầu đang thương nghị lộ tuyến hành quân đều sửng sốt một chút, ngay sau đó đều cúi đầu. Đáng tiếc hai tướng nhang lương văn sử ta không có ở đây, nếu có một người ở đây làm sao cho Hoa Hùng làm càng chư vị còn có thượng tướng đi chém giết hoa hùng kia không? Tim lý phổ vọc lên cổ họng, nếu như hắn nhớ không lầm, người kế tiếp ra tay chính là lão đại hàng phức của hắn. Đương nhiên, tự nhiên không phải hàng phức tự mình ra trận chém giết hoa hùng, mà là đem hắn đẩy ra ngoài, sau đó hắn ba hiệp bị hoa hùng chém giết. Cái ngọt ngào này gọi là gì? Lý Phổ trong lòng âm thầm kêu khổ, không trêu ai không trêu ai mới vừa tới thế giới này bất quá hơn 10 phút mà thôi, đã bị người đẩy ra đi chịu chết. Đó chính là Hoa Hùng. Dựa theo xếp hạng của Tào Tháo mà nói, Hoa Hùng là nhân vật thứ tư của tập đoàn Đổng Trác, giá trị vũ lực chỉ dưới Lữ Bố và Lý Thế Dân Quách Tị. Chỉ có hắn là tay mơ, hiện tại đi ra ngoài chẳng phải là tặng đầu người cho người ta sao? Ta có Thượng tướng Phan Phượng. Trảm Hoa Hùng. Người trước mặt Lý Phổ đứng ra lớn tiếng nói, trên mặt tràn đầy tự tin không thấy một tia sợ hãi. Giống như chỉ cần Phan Phượng ra tay, Hoa Hùng chính là một người bán hàng rong. Nhưng đương sự không nhìn như vậy, Lý Phổ Hận không thể đem miệng hàng phức khâu lại. Được. Lệnh Phan tướng quân xuất chiến Hoa Hùng. Không đợi Lý Phổ lên tiếng, Viên Thiệu lập tức hạ lệnh. Xong rồi, tiếp tục như vậy cũng phải đi hay không cũng phải đi, trong quân không nói đùa hôm nay lão đại hàng phức của hắn đẩy hắn ra, minh chủ Viên Thiệu hạ lệnh, lãnh đạo trực hệ cùng lãnh đạo trực hệ của hắn đều lên tiếng hắn hôm nay coi như là không xuất chiến cũng khó thoát khỏi cái chết dù sao hắn chỉ là một tướng lĩnh dưới tay hàn phước mà thôi chết thì chết có gì đáng nhắc tới lý phổ lề mề từ phía sau hàn phước đi ra sắc mặt trắng bệch làm cho người ta hoài nghi lý phổ có phải có bệnh nặng gì hay không tào tháo mặc dù vẻ mặt tươi cười nhìn lý phổ nhưng một tia khinh thường trong đáy mắt làm sao cũng không che giấu được ba huynh đệ lưu bị bồi ở cuối lại càng chướng mắt lý phổ lề mề Trương Phi hận không thể thay Lý Phổ xuất chiến, lại bị Lưu bị bất động thanh sắc kéo xuống. Người đâu? Rót rượu cho Phan tướng quân. Một tiểu binh sách bầu rượu đi ra, rót rượu cho Viên Thiệu và Lý Phổ. Lý Phổ nhắm mắt lại uống cạn chén rượu này, trong rượu sen lẫn cạn rượu vẫn đục, cho nên vị cũng không ngon lắm. Sau khi một chén rượu vào bụng, Lý Phổ muốn hung hăng ném vỡ chén để nâng cao khí lực cho mình, tay lại run rẩy không dùng được khí lực cái chén rơi xuống đất, đi lòng vòng hai vòng rồi dừng lại bên chân Lý Phổ. Tôn Kiên ngồi bên cạnh hàng phức, giờ phút này đã sắp cười ra tiếng, từ khi hắn xuất chiến tới nay chưa từng thấy tướng nào sợ hãi như vậy. Mọi người trong sân càng xôn xao. Phan Phượng này. Hàng đại nhân, xem ra bộ tướng của ngài có chút sợ hãi. Nói bậy. Phan Phượng chính là thượng tướng vô song của ta. Sao lại lúng cúng? Phan Phượng nhanh chóng xuất chiến chém tên hoa hùng kia. Hàng Phước lấy tay áo che mặt, đuổi Lý Phổ ra ngoài. Vâng. Lý Phổ bất đắc dĩ đi ra ngoài. Chờ một chút. Phan tướng quân. Binh khí của ông còn chưa lấy. Ha 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 ha, vô song thượng tướng. Ha 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 ha. Trong tràng chúng chư hầu nghe đến đó rốt cục nhìn không được cùng nhau nở nụ cười ngay cả quan vũ luôn luôn cao lãnh cũng nhịn không được lộ ra tiếng cười trương phi lại cười vỗ đùi làm sao bây giờ làm sao bây giờ bây giờ cái gì có thể cứu mạng ta lý phổ trong đại não điên cuồng tìm tòi có thể cứu mình một mạng đồ vật đúng rồi rút thưởng lý phổ nhớ tới hắn rút thưởng còn không có rút tuy rằng căn bản không biết sẽ rút được thứ gì nhưng chỉ cầu cứu mạng chúa phù hộ nhất định phải có thứ tốt a à? sống còn a à? bản rút thưởng xuất hiện trước mắt lý phổ lý phổ vừa lời mề đi ra ngoài vừa bắt đầu rút thưởng anh hùng rút thăm trúng thưởng bắt đầu vô số ảnh chân dung anh hùng từ trên bia vàng hiện lên lý phổ liếc mắt một cái liền nhận ra đây là một trong những anh hùng trong trò chơi hình ảnh lóe lên một hồi cuối cùng xuất hiện trước mặt lý phổ lại là anh hùng lý phổ thích nhất nặc khắc tác tư chi thủ đức lai ách sách mới cầu các vị bình luận nhiều hơn, ủng hộ nhiều hơn. Hết chương này. Chương 2 Nô xuất chi thủ, Phan Phượng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 2 Nô xuất chi thủ Phan Phượng đã rút anh hùng, có tiến hành trang bị hay không? Trang bị Lập tức trang bị Lý phổ khẩn cấp muốn trang bị, dù sao đây là hy vọng sống sót duy nhất của hắn phải biết rằng đờ rau từ vô danh trưởng thành thành nô xuất chi thủ, một thân vũ lực vô địch, là nô xuất đế quốc biểu tượng sức mạnh. Chỉ cần đạt được lực lượng của nặc khắc, đừng nói là hoa hùng, cho dù là lữ bố tới cũng chỉ là chen ngang bán đấu giá. Avatar của Gia Lai út biến thành một tấm thẻ biến mất sâu trong đầu Lý Phổ, Lý Phổ nhớ tấm thẻ này, đây là hình ảnh da đầu của Gia Lai Úc. Sau khi trang bị thẻ bài, trong đầu Lý Phổ xuất hiện vô số kỹ xảo sử dụng rìu nhiên theo lý thuyết không phải sau khi trang bị thẻ bài nên đạt được sức mạnh của nạc khác sao? Tiệc lớn của ta tứ phương đâu? Tiệc vô tình của ta đâu? Thiết thủ vô tình của ta đâu? Bàn tự phục vụ nô xuất của ta đâu? Lý phổ tỉ Mỹ xem xong giới thiệu cũng không có bóng dáng của năm kỹ năng. Bởi vì chức nghiệp ký chủ là diễn viên, hệ thống đã vì ký chủ tiến hành chức nghiệp tương xứng, chỉ cần ký chủ sắm vai bắt chước anh hùng, có thể đạt được anh hùng lực lượng. Tôi chỉ đóng vai xác chết và tạp binh, đây có phải là diễn viên không? Thu nhập thông qua diễn xuất, tức là diễn viên. Ta. Lý Phổ không có gì để nói, dựa theo hệ thống nói diễn viên muốn diễn, vậy hắn xem như xong rồi, hắn một cái diễn thi thể người, muốn như thế nào đi diễn một quốc gia đại tướng quân. Đây không phải là vô nghĩa sao? Ký chủ trước mắt thân phận là tướng quân, mô phỏng độ gia tăng 20%, lĩnh ngộ kỹ năng xuất huyết ký chủ trước mắt vũ khí là đại phủ, độ mô phỏng gia tăng 10%. Túc chủ trước mắt trang bị là trọng giáp, độ mô phỏng gia tăng 10%. Ký chủ mô phỏng độ là 40%, lĩnh ngộ kỹ năng đại sát tứ phương. Thì ra đơn giản như vậy. Theo hệ thống vài tiếng nhắc nhở, lý phổ trong đầu xuất hiện càng nhiều cự phủ phương pháp sử dụng, cùng với hai cái kỹ năng còn có một loại mạc danh kỳ diệu cảm xúc. Bleeding, đòn tấn công của The Ray làm tổn thương động mạch của kẻ thù rất nhiều, khiến chúng rơi vào trạng thái Bleeding, gây sát thương vật lý cho chúng trong 5 giây. Hiệu ứng này có thể được chồng lên đến 5 lần. Khi một hero địch được xếp chồng lên nhau 5 tầng Blue hoặc chết trong No Sub Blue Death, The sẽ bước vào trạng thái Blue Furry kéo dài 5 giây để tăng thêm sức tấn công, đồng thời đòn tấn công sẽ ngay lập tức xếp chồng lên 5 tầng Blue Blue Show của địch. Theo biết kêu quát, sau một thời gian trì hoãn ngắn, Drow tự xoay mình vung rìu và tấn công kẻ thù gần đó. Kẻ địch bị trúng lưỡi rìu sẽ nhận sát thương vật lý, kẻ địch bị trúng chui rìu sẽ chỉ nhận 35% sát thương, không áp dụng hiệu ứng chảy máu. Mỗi khi một kẻ địch bị trúng rìu, Drow sẽ hồi phục 15% máu đã mất, tối đa 45%. Lý Phổ cầm lấy rìu lớn trong tay thuần thuộc đùa dẫn một chút, kinh nghiệm dùng rìu của Phan Phượng cùng kinh nghiệm của nạc khắc tác tư chi thủ đều bị Lý Phổ nắm giữ búa lớn trong tay dưới sự điều khiển của hắn liền giống như sống lại hung ác mà trí mạng theo độ mô phỏng đề cao một tia khí thế bạo ngược cũng bắt đầu bốc lên từ trên người lý phổ lý phổ nhát gan dần dần biến mất thay vào đó là tướng quân xen lẫn bạo ngược cùng tự tin cảm giác không tệ hoàn toàn điên không đúng chỉ có ta mới có thể dẫn dắt chúng ta đi về phía thắng lợi lý phổ ma xui quỷ khiến nói ra những lời này với tiểu binh dẫn đường câu thoại này vốn thuộc về Gia La Ách Tư. Độ bắt chước anh hùng tăng 2%, cái này cũng được. Kiến thức một chút khí phách chân chính đi. Chết ở trong tay ta đi. Lý phổ thí nghiệm vài lần phát hiện căn bản không có tác dụng, xem ra chỉ có dưới tình huống đặc thù mới có thể kích hoạt, nói lung tung một hồi là vô dụng. Tiểu binh lại càng không hiểu vì sao Lý phổ muốn nói với hắn những lời này hắn nghe không rõ. Ta xem các ngươi đều là rùa đen rút đầu có dám đánh với ta một trận hay không lý phổ càng đi về phía cửa doanh tiếng nhục mạ lại càng rõ ràng phan tướng quân ngựa của ngài lúc đi tới cửa doanh một tiểu binh đưa dây cương cho lý phổ không cần lý phổ tiện tay ném dây cương cái này tiểu binh xung quanh đều bị động tác của lý phổ làm cho khiếp sợ dù sao chưa từng thấy tướng lĩnh nào đánh trận mà không cần ngựa phải biết rằng cưỡi ngựa cùng không cưỡi ngựa sức chiến đấu hoàn toàn là hai việc khác nhau, coi như là lữ bố cũng không dám không cưỡi ngựa xuất chiến, giống như là thế chiến thứ hai thời điểm một người nói hắn không cần súng, chuẩn bị tay xé địch nhân đồng dạng thái quá. Bất quá không phải lý phổ trang bức không cưỡi ngựa, là hắn căn bản không biết cưỡi ngựa, hắn duy nhất cưỡi qua ngựa chính là ở trong công viên tốn 80 khối tiền cưỡi nửa giờ loại chậm rãi này. Ngươi để cho hắn cưỡi ngựa đi cùng hoa hùng chém dết, hắn khả năng đều không cần hoa hùng động thủ, chính mình có thể từ trên lưng ngựa một đầu ngã chết trên mặt đất. Người thiên triều thế kỷ 21, có mấy người biết cưỡi ngựa. Bộ chiến, độ bắt chước anh hùng tăng thêm 10%. Như vậy cũng được. Đúng vậy. Nặc khắc vẫn chưa từng cưỡi ngựa a. À? Không cưỡi. Kiên quyết không cưỡi. Từ nay về sau ta chính là người kiên quyết ủng hộ bộ binh. Cứ như vậy, trong ánh mắt bọn tiểu binh nhìn kẻ ngốc lý phổ đi ra ngoài doanh các ngươi nhát gan như chuột rút đầu như rùa có dám ra khỏi thành đánh với ta một trận hay không hoa hùng cưỡi ngựa cầm trường đao vẫn ở dưới thành kêu gào tướng quân ngươi xem cửa doanh mở rồi sĩ quan phụ tá bên cạnh hoa hùng chỉ vào cửa doanh ừm xem ra những người này cũng không phải đều là rùa đen không có gan ha 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 binh lính chung quanh đồng loạt cười nói. Tướng quân, không đúng, người tới sau lại đi bộ, một gã giáo úy trong quân Tây Lương chỉ vào Lý Phổ từ trong thành đi ra. Chẳng lẽ đây là sứ giả bọn họ đầu hàng? Hoa hùng phỏng đoán như thế nào, cũng không nghĩ tới Lý Phổ là ra khỏi thành đại chiến với hắn. Năm nay bộ binh chiến kỵ binh có, nhưng cũng không phải đơn đấu, hơn nữa còn là đơn đấu với hoa hùng hắn. Người tới là ai? Hoa hùng thúc ngựa tiến lên, trường đao chỉ về phía Lý Phổ. Hoa Hùng, ta là đặc biệt tới lấy đầu chó của ngươi. Lý Phổ nắm chặt búa trong tay, búa lớn hơn 10 cân giống như một cánh cửa, bị Lý Phổ nắm thật chặt trong tay. Lý Phổ xem như hiểu rõ, nếu như là muốn độ bắt chước gia tăng, như vậy vô luận là tính cách hay là lời nói đều phải nhìn về phía anh hùng. Dù sao nếu như là một kẻ hèn nhát, vậy hắn làm sao có thể phát huy ra lực lượng của nô xuất chi thủ? chỉ có không sợ chết, mới có thể đạt được lực lượng sống sót. Hoa hùng còn chưa nói chuyện, bên cạnh hắn một gã cầm trong tay trường thương thiên tướng dết ra. Thiên tướng nhìn hoa hùng một chút, hoa hùng hơi suy nghĩ một chút, cảm thấy lý phổ có thể chỉ là một con gà thái, vì thế dự định chia sẻ một ít công lao cho bộ hạ, đến lúc đó ở trước mặt động trác cũng tốt vì hắn thỉnh công. Vì thế hoa hùng gật gật đầu, thiên tướng xu ngựa nhanh chóng xông về phía lý phổ. Hết chương này. Chương 3 Huyết nộ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 3 Huyết nộ trong mắt hắn, Lý Phổ ngay cả ngựa cũng không có, đây không phải là tới đưa sao. Trước hai cái ra khỏi thành người đều bị hoa hùng chém có công lao, hiện tại ra khỏi thành chính là một cái đồ ăn cẩu, dết như là lấy đồ trong túi. Trong nháy mắt chiến mã chạy như bay đến trước người Lý Phổ, trường thương giống như rắn độc đâm về phía Lý Phổ, trong đầu lý phổ vô số hình ảnh chiến đấu hiện lên búa lớn trong tay theo bản năng chắn ở trước người thiên tướng mượn mã lực hướng lý phổ đâm ra một kích toàn lực này lực lượng trong đó cho dù là tảng đá cũng có thể đâm thủng nhưng đâm không thủng lý phổ trường thương điểm ở trên mặt triều lớn trong tay lý phổ giống như điểm ở trên tường đồng vách sắt không chỉ không có mang đến cho lý phổ nửa điểm thương tổn chính mình ngược lại bị lực phản tác dụng cực lớn đánh bay xuống ngựa trọng thương ngã xuống đất trong miệng máu tươi không ngừng tuôn ra. Lý Phổ sửng sốt, trong đầu hiện lên một ý niệm, hả? Ta mạnh như vậy. Thiên tướng này sau khi trọng thương ngã xuống đất cũng hiện lên một ý niệm, ân. Cháu trai này mạnh như vậy. Lý Phổ kịp phản ứng tiếng lên muốn bổ đau, không nghĩ tới lúc này trong quân Tây Lương lại bay ra một kỵ. Đừng đã thương huynh đệ ta. Lại là huynh đệ ngã xuống ngựa thiên tướng. Trường thương lần thứ hai đánh úp lại nhanh như tia chớp, nhưng vào giờ phút này trong mắt Lý Phổ, lại giống như động tác chậm, Lý Phổ hấp thu vô số kỹ xảo chiến đấu của nạc khắc, loại tràn diện này cho dù không cố ý ứng phó, thân thể cũng đã có phản ứng cơ bắp tự động lựa chọn phương pháp ứng đối tốt nhất. Lý Phổ cúi đầu hiện lên trường thương, cự phủ trong tay vung vẫy ngang, bốn vó chiến mã bị chặt đứt, chiến tướng lập tức ngã xuống đất. Đại phủ lần thứ hai dơ lên, chiến tướng tuy rằng ngã lăn trên mặt đất cũng không giống huynh trưởng hắn trọng thương không dậy nổi, lần thứ hai đứng dậy cầm trường thương trong tay hướng Lý Phổ công tới. Lý Phổ tiện tay ngăn cản cự phủ trong tay dơ lên một cái lực bổ hoa sơn hướng chiến tướng bổ xuống, chiến tướng dơ trường thương lên muốn ngăn cản một kích này. Nhưng làm sao ngăn cản được, cự phủ trong tay phan phượng vốn nặng trăm cân, hơn nửa giờ phút này lực lượng nặc khắc gia trì, một búa bổ xuống không chỉ có trường thương đứt thành hai đoạn, chiến tướng cũng đứt năm cuộc tấn công. Huyết nộ Trên người Lý Phổ đột nhiên hiện ra một cổ lực lượng không thể tưởng tượng nổi, chung quanh thân thể huyết vụ tràn ngập, ngay cả trên cự phủ cũng tràn ngập huyết sắc vũ khí. Khí thế của Lý Phổ giờ phút này giống như ma thần, hai mắt đỏ như máu trên một mảnh cự phủ không ngừng lóe ra hồng quang, mọi người nhìn Lý Phổ trong lòng tràn ngập sợ hãi, nếu như không phải quân kỷ ước thúc, bọn họ hận không thể xoay người bỏ chạy trong mắt bọn họ biểu hiện của Phan Phượng đã không phải là người, đây là ma vương. Ngoại trừ Hoa Hùng, bởi vì Hoa Hùng cũng không phải tiểu binh, cảm giác sợ hãi trong lòng hắn cũng không có mạnh như vậy. So với một chút sợ hãi kia, phẫn nộ lại càng tràn ngập đầu óc Hoa Hùng, hai gã chiến tướng bị Lý Phổ chém giết, trong lòng Hoa Hùng giận không kềm được. Không nghĩ tới một người ngay cả ngựa cũng không cưỡi cư nhiên ngay cả chém hắn hai viên chiến tướng, hắn thật vất vả chém giết hai viên đại tướng quân đồng minh mới đem sĩ khí quân đồng minh áp chế, không nghĩ tới lại bị Lý Phổ dễ dàng phá giải. Giống như là người khác cùng ngươi dùng liên minh anh hùng solo, ngươi chọn một phan xâm, kết quả đối diện chọn một con mèo, ngươi còn chưa đánh qua, khuất nhục cùng phẫn nộ làm cho ngươi hận không thể cầm lấy bàn phím cho hắn mặc hai cái, mở ra người thật solo. Hoa hùng chú ý tới ánh mắt bọn binh lính lúc này nhìn về phía Lý Phổ tràn ngập sợ hãi, nếu như hắn không chém vết Lý Phổ ở đây, trận chiến này tự nhiên cũng không cần đánh. Quân liên minh không chỉ có nhân số đông đảo, sĩ khí lại được nâng lên, hắn cũng chỉ có thể lui binh. Hoa hùng cầm trường đao trong tay chạy tới, trường đao trong tay còn có máu tươi nhỏ xuống, vết máu vừa rồi chém liền hai viên đại tướng còn chưa lau đi, trường đao xen lẫn huyết sắc nổi lên hàng quan. Mà Lý Phổ cầm lấy búa lớn trong tay, trong mắt chỉ lưu lại thân ảnh hoa hùng, kiên thành sau lưng cùng đại quân trước mặt phản phất đều không tồn tại, theo hoa hùng càng lúc càng gần, gần xanh cầm búa lớn nổi lên. Hoa hùng dết tới, trường đao xuất thủ cự phủ bay lên không, đao phủ tương giao. Lý phổ vung rượu lớn trong tay lên dùng hết khí lực toàn thân tiến hành ngăn cản, hoa hùng mượn mã lực toàn lực bổ đao, đao phủ va chạm kích khởi một mảnh bụi bặm. Đang Tiếng vang thật lớn truyền khắp chiến trường. Ngay cả binh lính đứng ở trên thành lâu nhìn không được che lỗ tai Quân tay lương phía sau Hoa Hùng có không ít binh sĩ Bị tiếng vang thật lớn này chấn động lỗ tai chảy máu Lại nhìn về phía chiến trường trung tâm Cho bụi dần dần tản đi Một cái cầm trong tay cự phủ thân ảnh dần dần hiển lộ ra Ở trước người hắn một con chiến mã lật đổ trên mặt đất Chiến mã dãy dụ muốn đứng dậy Lại ở dãy dụ trung dần dần mất đi khí tức Hoa Hùng nằm ở một bên Miệng mũi tuôn ra đại lượng máu tươi không cam lòng nhìn Lý Phổ. Chết trong tay ta đi. Lý Phổ chậm rãi tiến lên, dùng cự phủ trong tay chỉ vào hoa hùng. Tỷ lệ bắt chước anh hùng tăng 2% hoa hùng không cam lòng nhắm mắt lại, Lý Phổ vung cự phủ xuống. Vừa rồi trường đao trong tay hoa hùng va chạm với cự phủ, hoa hùng cũng cảm giác được một cổ cự lực thông qua trường đao truyền tới trên người mình. Ngay sau đó đã bị cổ này đánh bay ra ngoài, toàn thân tóe ra máu tươi, ngay cả chiến mã dưới hán cũng bị cự lực này đánh bại. Hoa hùng su ngựa mượn lực vung ra trường đao, trong đó ẩn chứa lực lượng đâu chỉ ngàn cân, lại không nghĩ tới cương nhiên bị một phủ này của Lý Phổ trong nháy mắt đánh tan. Giờ khắc này hắn đã hiểu vì sao Phan Phượng không cưỡi ngựa, bởi vì thực lực hai người chênh lệch quá lớn, Phan Phượng giết hắn căn bản không cần cưỡi ngựa. Kỳ thật vừa rồi Lý Phổ cũng ngây ngẩn cả người, thấy hoa hùng cưỡi ngựa giết tới, hắn thậm chí muốn xoay người chạy trốn, nhưng dưới trạng thái huyết nộ loại ý nghĩ nhu nhược này của hắn vẽn vẹn trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh trong lòng lại có một cổ lực lượng hoặc là nói ý chí ép buộc hắn đứng tại chỗ ý chí này có trong cuộc sống không như ý cũng có oán khí mấy năm qua bị người khinh thường nhục nhã càng có khát vọng xoay người về sau nếu như chạy trốn vạn sự đều nghĩ vì thế hắn đứng tại chỗ hướng hoa hùng vung ra một búa toàn lực kia một búa kia là hắn ly biệt dĩ vãng ở trạng thái huyết nộ lực lượng của Lý Phổ cơ hồ tăng gấp bội. Hơn nữa trạng thái xuất huyết phụ gia làm cho Hoa Hùng chỉ bị một kích liền giống như nhà tranh cùng phong thiên phá nát không chịu nổi. Một búa bổ ra một cái Lý Phổ mới. Trong đại sảnh nghị sự trong thành, một đám chư hầu còn đang thảo luận tuyến đường tiến quân, ba huynh đệ lưu bị bội ở cuối cùng căn bản không chen vào được miệng. Đại ca, ngươi nói Phan Phượng kia như thế nào còn chưa chết, chờ hắn chết, ta đi đem tên hoa hùng kia đâm mấy chục cái lỗ thủng. trương phi nhỏ giọng nói. bất quá thanh âm của trương phi vốn đã lớn, thanh âm của hắn so với những người khác nói chuyện bình thường đều lớn hơn. chúng chưa hầu nghe thấy lời của trương phi, nhìn không được nhớ tới phan phượng vừa rồi hai chân như nhũng ra. tất cả mọi người nhìn không được lắc đầu, không phải mọi người không tin phan phượng, thật sự là biểu hiện vừa rồi của phan phượng quá lôi kéo. tam đệ, trước tiên nghĩ đầu hoa hùng một chút để ta tới lấy đi, chờ lữ bố kia xuất hiện tam đệ lên cũng không muộn a. À, quan vũ một tay cầm quan đao, một tay vuốt trâu nhẹ giọng mở miệng. Đúng lúc này, một cỗ mùi máu tanh truyền đến, mùi máu tanh kia nồng nặc đến giống như là có người ở trước mặt bọn họ giết người đồng dạng. Khi mọi người nghi hoặc, cửa chính đại sảnh có một thân ảnh tiến vào, bảo các đầy người xen lẫn mùi máu tươi nồng đậm. Đưa tay ném một vật vào trước mặt các chư hầu trong đại sảnh. Phan tướng quân, đây là viên thiệu kinh ngạc chỉ vào đồ vật trên mặt đất. Đầu chó của Hoa Hùng. Lý Phổ Thanh âm như đinh đóng cột, cùng bộ dáng sợ hãi rụt rè lúc trước có cách biệt một trời một vực. Nhìn khí thế Lý Phổ bày ra hôm nay, tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Đây là phan phượng ngay cả bác cũng cầm không vững sao. Hết chương này. Chương 4 Nhiệm vụ mở ra Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 4 nhiệm vụ mở ra lý phổ vẻ mặt lạnh lùng trở lại phía sau hàng phức đem búa lớn dựng thẳng chống ở trước người hai tay chồng ở phía cuối cán búa học bộ dáng nhị gia bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần nhưng mùi máu tươi trên người vẫn nồng đậm làm cho người ta sợ hãi nhìn bề ngoài lý phổ giống như dễ dàng chém dết hoa hùng nhưng trên thực tế quả thật cũng rất nhẹ nhàng sức mạnh của nặc khắc căn bản không phải một tướng quân bình thường có thể chống đỡ sau khi lý phổ vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng hoa hùng cũng đã chết chắc phan tướng quân ngay cả chiến mã cũng không có cưỡi liền chém địch tướng ba người lúc này tiểu binh vốn dẫn đường cho lý phổ đứng ra bổ sung cho mọi người chi tiết chiến đấu vừa rồi của lý phổ tào tháo vẽ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn lý phổ mặt không chút thay đổi hai mắt quan vũ vốn không biết là nhắm hay mở to cũng mở to tào tháo cũng từng đánh trận hắn cũng biết chiến lực cưỡi ngựa và đi bộ chênh lệch không ngờ Phan Phượng ngay cả ngựa cũng không có mà chém liền ba người, trong đó một người còn là tướng quân xếp hạng thứ tư của trận doanh động trác. Vừa rồi hình ảnh Lý Phổ ném bát vẫn còn ở trước mắt, cảm giác này giống như là Lâm Đại Ngọc nhổ dương liễu không chân thật. Nhưng đầu của hoa chấm H.I.U.N.G đã bị ném xuống đất, không thể có sự giả dối. Có lẽ vừa rồi chỉ là Phan Phượng muốn đi về đúc xe trên người có gánh nặng, hiện tại đã không còn gánh nặng. Hát nha, không nghĩ tới phan tướng quân lại có dũng lực như thế. Thật là vô song thượng tướng. Không mượn mã lực lại dễ dàng chém giết ba viên địch tướng, có phan tướng quân ở đây ta liên minh đại sự lo gì không được. Chúng chư hầu mông ngựa dâng lên, dù sao mông ngựa cũng không cần tiền, đến lúc đó động trác trận doanh lại có mảnh nhân xuất hiện còn có thể đem phan phượng ném ra ứng chiến, cớ sao mà không làm. Viên thiệu nâng ly rượu trong tay lên cao ý bảo phan phượng, mọi người cũng giơ ly rượu trong tay lên uống một hơi cạn sạch. Hàng Phước trên mặt tươi cười đối với mọi người uống liền mấy chén, uống sắc mặt ửng hồng, Phan Phượng lại không chỉ không cùng nâng chén, hơn nữa mặt không chút thay đổi đứng bất động, giống như tràn diện trước mặt rất là khinh thường. Cùng động tác của Hàng Phước hình thành đối lập rõ ràng. Số ít mấy người lúc uống rượu, dùng khóe mắt dư quan nhìn thấy khuôn mặt không chút thay đổi của Phan Phượng có tâm tư xem ra hàng phước cùng phan phượng hình như cũng không thích hợp a à, tào tháo cười uống xong trong lòng suy nghĩ viên thiệu nhìn mặt lý phổ uống rượu cũng có tâm tư với lý phổ kỳ thật sau khi lý phổ chém vết hoa hùng xong tuy rằng biểu hiện của lý phổ không sao cả còn dẫn đầu trở về thành trì nhưng lý phổ trong lòng thập phần chán ghét thiếu chút nữa phun ra lúc này hắn ý thức được nếu như phun ra trên cơ bản đã chết trong quân xã mấy chục vạn người hắn về sau vô luận đi nơi nào cũng sẽ có người chỉ rõ. Đến lúc đó đừng bắt chước nóc nữa, đội nón xanh đi bắt chước Timothy đi. Vẻ mặt lạnh lùng không chút thay đổi chỉ là hắn đang mạnh mẽ khắc chế biểu tình không phun ra của mình, không nghĩ tới bị mọi người nghĩ lệch. Phan tướng quân chém tướng có công, ban thưởng 500 vàng, lương thực 500 thạch. Viên thiệu đặt chén rượu xuống tuyên bố ban thưởng. Lý phổ đứng ở phía sau hàng phức, mở mắt cúi đầu nhìn người nói chuyện của mình, thấy hắn không có động tác tỏ vẻ ngầm đồng ý, liền đội chui rìu chấp tay lớn tiếng đáp lại tạ minh chủ. Nhìn đến đây, mắt Tào Tháo cũng sắp sáng lên. Loại mảnh tướng sức chiến đấu này, mặc dù cùng thủ trưởng bất hòa nhưng tại thời điểm tiếp nhận thân là minh chủ viên thiệu ban thưởng vẫn như cũ không kiêu ngạo không xỉn nịnh đứng ở phía sau hàng phức, ý bảo hàng phức là chúa công của hắn. Vừa có thể đánh vừa trung thành, quả thực chính là tình tướng trong mộng của Tào lão bản xem ra tào lão bản không chỉ có vợ thích nhà người ta, liên chiến tướng cũng thích nhà người ta. Lý phổ gian nan từ khóe miệng nặng ra ba chữ, muốn nói nhiều một chút nhưng lại sợ phun ra, vì vậy vội vàng câm miệng đứng tại chỗ. Ký chủ đánh dết hoa hùng đạt được vạn người tán thành, mô phỏng độ gia tăng 5%, đây là ta vừa rồi chém dết hoa hùng sự tình ở trong quân truyền bá ra ngoài, cho nên mới có vạn người tán thành đi. Mở ra duy nhất chủ tuyến nhiệm vụ thống nhất thần châu ta như thế nào liền muốn thống nhất thần châu a à? nhiệm vụ này đều như vậy giả sao ta vừa mới đem hoa hùng giết a à? lý phổ cho rằng mình đã rất thái quá không nghĩ tới nhiệm vụ hệ thống này so với mình càng thái quá cái này tương đương với hắn vừa mới học được gọt bút chì như thế nào nhiệm vụ để cho hắn vẽ một bức thanh minh thượng hà đồ lừa gạt đâu đây là từ loạn động trác bắt đầu đến khi tam quốc kết thúc đánh hơn trăm năm a đại ca Ngươi cho ta thống nhất. Ta là ai a à đều đang thống nhất. Tôi có thể thống nhất không? Không thống nhất được. Không có năng lực đó. Ký chủ đánh chết hoa hùng mở ra chi nhánh nhiệm vụ. Dương danh lập vạn. Ngươi đã đánh chết động trác trận doanh đại tướng hoa hùng, động trác giận dữ sắp thân chinh đồng minh, thỉnh ở trong chiến tranh đánh ra chính mình danh tiếng đi đạt được 100.000 người tán thành, độ bắt chước tăng 5% nhận được sự công nhận của hàng triệu người. Bắt chước tăng 5% nhận được sự công nhận của 2 triệu người, bắt chước tăng 5%, Lý Phổ bị đột nhiên xuất hiện chi nhánh nhiệm vụ hấp dẫn, nôn mửa cảm giác giảm bớt một ít, bắt đầu nghiên cứu nhiệm vụ. Thống nhất thần châu, nhưng không có nói làm chúa công vẫn là trung thần, nói cách khác chỉ cần thống nhất là tốt rồi. Mô phỏng độ mỗi trăm vạn gia tăng 5%, như vậy đột phá trăm phần trăm thì sẽ như thế nào đây? Lý Phổ nhắm mắt trầm tư, Tôn Kiên mang binh ra khỏi thành tác chiến, trong đại sảnh lại mở yến hội. Các chư hầu vui vẻ ăn uống, thật không tiêu sái giống như không phải đến đánh trận, mà là đến vui chơi. Lý Phổ từ giữa trưa đứng đến buổi tối, thẳng đến bóng đêm mông lung Lý Phổ mới đỡ hàng phức đi ra đại sảnh về tới doanh địa nhà mình. Lý Phổ đi rồi, Tào Nhân cũng đỡ Tào Tháo đi ra đại sảnh. Tào Nhân chuẩn bị hậu lễ, ta chuẩn bị đi gặp Phan Tướng Quân. Tào Tháo hướng gốc lều sách quần phân phó. Đại ca muốn thu phục Phan Tướng Quân sao? Tào Nhân tò mò hỏi. Không. Tôi chỉ đi gặp một lần. Vậy vì sao phải chuẩn bị hậu lễ? Tào Nhân khó hiểu. Ha ha, hàng phước mới có thể bình thường, lại có viên thiệu bực này đại địch ở bên cạnh, theo ta thấy ký châu hàng phước cầm không được bao lâu sẽ bị viên thiệu thông tính, mà từ hôm nay phan tướng quân biểu hiện đến xem phan tướng quân là một người trung thành hắn đối với viên thiệu cũng không có hứng thú hơn nữa đến lúc đó viên thiệu cướp đoạt hắn chúa công địa bàn nếu như hắn cùng đường hắn nghĩ đến chuyện hôm nay có thể hay không tới nương tự ta đâu được thật không hổ là đại ca tạo nhân bừng tỉnh đại ngộ bọn họ trả giá bất quá là một chút tiền lương mà thôi tương lai bọn họ thì có thể có được loại thượng tướng vô song như phan phượng quá có lời bên kia. Lý Phổ đem hàng phức đặt ở trên giường, tiếp đón hai cái tiểu binh lại đây hầu hạ hàng phức, chính hắn thì là tìm được lều trại của mình đi ngủ. Ban ngày trải qua nhiều kích thích như vậy, tinh thần Lý Phổ vẫn luôn ở trạng thái phấn khởi, hiện giờ tất cả đều an tĩnh lại, cơn buồn ngủ rất nhanh liền kéo tới. Lý Phổ ngay cả giáp trụ cũng không cởi ra liền mê man ngủ thiếp đi. Hết chương này. Chương 5 Lữ bố đột kích bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 5 Lữ bố đột kích Lý Phổ tỉnh ngủ, mới phát hiện thắt lưng bị áo giáp trên người cấn đau. nghe răng trận mắt viện thắt lưng, một tay chống ván giường ngồi dậy. Trong chiến tranh, Gia Lai út chưa bao giờ cởi áo giáp của mình ra, gối qua gối ngủ giáp. Độ bắt chước tăng lên 2%. Trước mắt mô phỏng độ là 61% lĩnh ngộ kỹ năng tàn phế đã kích đòn tấn công vô hiệu hóa đòn tấn công tiếp theo của Drow The gây thêm sát thương vật lý và giảm 90% tốc độ trong một giây liên tục. Nếu như kỹ năng này đánh chết mục tiêu, như vậy sẽ trả lại thể lực tiêu hao cùng 50% thời gian làm lạnh. Còn có thể như vậy sao? Trên mặt Lý phổ lộ ra nụ cười không rõ ràng. Giống như si ngốc. Khụ khụ. Sáng sớm Tào Tháo đã tới quân doanh của Lý Phổ, sau khi thông báo tiểu binh nói Phan Phượng còn đang ngủ, vì thế Tào Tháo không quấy rầy Lý Phổ, ở một bên chờ Lý Phổ tỉnh ngủ. Chuẩn bị lễ hiền hạ sĩ, đến lúc đó hàng phức trơi đài, lấy vũ lực của Phan Phượng thoát thân không khó, đến thủ hạ của hắn làm tướng quân, chẳng phải đẹp sao. Không nghĩ tới Lý Phổ vừa tỉnh ngủ liền biểu diễn cho hắn một nụ cười si ngốc. Hả? Tào tướng quân sao lại ở đây? Lý Phổ thu hồi nụ cười, mặt không chút thay đổi thản nhiên hỏi hôm qua thấy tướng quân chém vết hoa hùng uy phong lẫm liệt tào mổ rất kính nể đặc biệt chuẩn bị lễ bái kết bạn với tướng quân một phen tào tháo đứng dậy chắp tay tạ Tà tào tướng quân lý phổ vốn không muốn nhận lễ vật không nghĩ tới mở ra phiếu quà tào tháo đưa lên liếc mắt một cái trên mặt vốn không chút thay đổi cũng miễn cưỡng nặng ra một tim mỉm cười không có biện pháp hắn cho thật sự là quá nhiều nhưng nhìn cái thứ nhất chính là xích kim 5 ngàn. Khá lắm, 5 ngàn xích kim đổi thành nhuyễn mũi tệ là bao nhiêu tiền? Lý phổ hai đời cộng lại cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy a. À. Đưa tay không đánh người tặng quà, Lý phổ liều mạng giảm độ bắt chước mạo hiểm nặng ra một khuôn mặt tươi cười cho tàu lão bản. Đây là Lý phổ hai ngày nay tổng kết ra một quy luật. Hắn phát hiện cầm lấy rìu cùng buông rìu xuống độ thuần thục cộng 10 cùng trừ 10 nhiều lần nhảy ngang như vậy những thứ này trong lúc lơ đãng bởi vì phù hợp tình huống mà kích phát độ thuần thuộc gia tăng có thể rớt hay không rất rõ ràng là biết cho nên lý phổ chỉ có thể cố gắng hành trang mặt không chút thay đổi bá đạo vô tình dùng cái này để gia tăng độ bắt chước tào tháo cực kỳ khéo ăn nói cùng lý phổ trao đổi rất nhiều tâm đắc lý phổ tuy rằng hiểu không nhiều lắm nhưng cũng là xem qua tam quốc diễn nghĩa tào tháo sau khi trao đổi với lý phổ phát hiện Người này không chỉ cực kỳ có vũ lực mà còn có cái nhìn độc đáo về một số chuyện, nhắm thẳng vào bản chất. Hai người vừa nói chuyện phím vừa uống rượu, thẳng đến buổi trưa Tào Tháo mượn hơi rượu nói. Phan tướng quân thấy liên quân 18 đường này thế nào? Mặt và thần ly đều là tiểu nhân tự lợi, 18 lộ chư hầu sụp đổ chỉ trong chốc lát. Lý phổ coi như là vô tri cũng biết viên thiệu này 18 lộ chư hầu cuối cùng động trác còn không có đánh ngã, chỉ là từ Lạc Dương dời đến Trường An mà thôi, những chư hầu này cũng đã khẩn cấp bắt đầu tự giết lẫn nhau, hoàng đế là ai? Kệ nó. Tào Tháo nghe đến đó trong lòng nhận định Lý Phổ không chỉ có giá trị vũ lực cao, hơn nữa trong ngực có dấu thao lược, đối với Lý Phổ càng là thưởng thức. Hai người vẫn uống rượu từ sáng sớm đến chạng vạn mới cáo biệt Lý Phổ. Đại ca thế nào rồi? Tào Nhân đi theo Tào Tháo hỏi. Người này hữu dũng hữu mưu, vả lại trung thành không hai, đúng là lương tướng. Tào Tháo nói tới đây quay đầu nhìn thoáng qua doanh địa Phan Phượng. Đại ca sao không đem Phan tướng quân thu vào dưới trướng? Không vội, hàng phức nhát gan nhát gan, thật sự là không xứng có lương tướng này, chúng ta chỉ cần chờ là tốt rồi. Tào Tháo nói xong bước nhanh ra khỏi doanh địa. Đại tướng trong quân động trác bị Lý Phổ chém giết, đại địch trước mặt quân đồng minh đã trừ, theo lý thuyết nếu như toàn lực tiến công, tỳ thủy quan căn bản không phải là đối thủ, nhưng chúng chư hầu liên tiếp hơn 10 ngày lại đều ở doanh địa uống rượu mua vui không biết tiến thủ. Tôn Kiên duy nhất có năng lực có ý nguyện lúc trước cũng bị hai huynh đệ viên thuộc viên thiệu hãm hại thiếu chút nữa bồi thường quần, mọi người sau khi nhìn thấy cảnh ngộ của Tôn Kiên lại càng không dám tùy ý ra tay. Vạn nhất viên thiệu làm cho mình như vậy, Tôn Kiên thực lực mạnh mẽ có thể không thèm để ý, nhưng bọn họ làm sao bây giờ? Lại nói trận doanh động trác, Đổng Trác từ sau khi biết được Hoa Hùng bị chém, hạ lệnh cho Lý Thế Dân quách tị hai người lĩnh năm vạn làm đại quân tiên phong, trấn thủ thủy quan, hơn nữa hạ lệnh chỉ để ý thủ thành không thể xuất chiến. Đổng Trác tự mình xuất lĩnh 15 vạn đại quân cùng Lữ Bố, Lý Nho trấn thủ hổ lao quan. Lữ Bố lĩnh binh 3 vạn đóng quân ở bên ngoài hổ lao quan, Đổng Trác đóng quân ở hổ lao quan. Hai bên tạo thành thế sừng, dễ thủ khó công viên thiệu cùng mọi người thương nghị sau đó phân phái vương khuôn, kiều mạo cùng bác lộ chư hầu đi trước hổ lao quan ứng chiến, tào tháo lĩnh binh qua lại trợ giúp. Lại tới nữa sao? Lý phổ nhìn trong quân doanh khắp nơi đều là động tác đóng quân xuất phát. Hắn ở trong những ngày này cũng không có bồi đông chư hầu uống rượu mua vui, hắn một mực ở trong quân doanh huấn luyện chính mình đạt được chiến đấu kỹ xảo. Sau khi biết được nhiệm vụ chính của mình, Lý Phổ hiểu được nhiệm vụ của mình rốt cuộc nặng bao nhiêu thống nhất thần châu mà loạn thế hiện giờ chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi rốt cuộc là ủy thân cho người khác làm đối tác hay là tự mình mở công ty tự mình làm lão đại hắn đều không nghĩ ra lúc này điều duy nhất hắn có thể làm cũng chỉ có tăng cường vũ lực của mình vô luận là làm gì vũ lực của hắn đều là gốc trễ an thân lập mệnh của hắn báo phan tướng quân viên minh chủ mời người đến đại trướng trung quân hả bọn họ hôm nay không uống rượu sao lý phổ cầm lấy búa đi về phía trướng lớn trong nháy mắt lý phổ tiến vào tất cả ánh mắt đều nhìn về phía lý phổ phan tướng quân ngươi đã tới viên thiệu nhiệt tình tiến lên giữ chặt tay lý phổ lý phổ bất động thanh sắc rút tay về chắp tay với viên thiệu trải qua một phen giải thích của viên thiệu lý phổ mới hiểu được đã xảy ra chuyện gì Nguyên lai viên thiệu phân binh bác lộ chư hầu tiến đến tấn công hổ lao quan, không nghĩ tới bị lữ bố một mình ở trước trận chửi bậy. Các chư hầu đều không phục, nhào nhào phái tướng tiến lên nghênh chiến. Ai ngờ lại bị lữ bố đánh chết, ngay cả công tôn toản cũng thiếu chút nữa không trở về. Vốn hẳn là ba huynh đệ lưu bị tam anh chiến lữ bố, nhưng đầu nhị gia bị lý phổ cướp mất, ba huynh đệ hiện tại ở trong liên quân chính là ba tiểu minh bạch, nói cái gì trên cơ bản cũng không ai nghe, hành động còn phải bị hạn chế. Ngạn khuất vô cùng, hơn nữa Lưu Bị cũng nhìn ra, không có thực lực không có một trái tim báo quốc là vô dụng, vì thế cũng liền im lặng không lên tiếng. Vì thế viên thiệu liền nhớ tới Lý Phổ lúc trước chém giết hoa hùng. Lữ bố. Đúng vậy, cũng chỉ có vô song thượng tướng phan tướng quân có thể địch nổi. Viên thiệu vuốt mông ngựa Lý Phổ. Viên Thiệu ở ngày Lý Phổ chém vết hoa hùng liền coi trọng Lý Phổ. Hắn hiện giờ tuy là minh chủ cao quý, nhưng không có địa bàn của mình. Mà ký châu của hàng phức sản vật phong phú nhân khẩu đông đảo, hắn đã sớm muốn đoạt lấy ký châu làm địa bàn của mình. Chỉ là bây giờ quan hệ của bọn họ là liên minh, nếu không phải như thế hắn đã sớm ra tay cướp đoạt. Hàng phức nhát gan như chuột, căn bản không phải là chuyện lớn, sau khi thu phục ký châu lại thuận lý thành chương thu phan phượng vào dưới trướng quả thực hoàn mỹ. Ta đi rồi sẽ về. Lý Phổ cầm lấy búa đi ra khỏi trướng lớn. Hết chương này. Chương 6 Trương Phi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 6 Bay Lý Phổ cầm rìu đi ra khỏi trướng lớn, tuy rằng bề ngoài nhìn như vân đạm phong khinh, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm. Dù sao sắp phải đối mặt chính là tuyệt đối tam quốc vũ lực đệ nhất nhân, tuy rằng thực lực của hắn không yếu, nhưng còn không có đối với mình có một cái thanh tĩnh nhận thức. Lý Phổ cầm rìu đi ra cửa doanh, chỉ thấy xa xa có một tuấn mã màu đỏ thẩm dưới hán, người mặc áo giáp cầm trong tay phương thiên họa kích. Liên quân một người một ngựa kinh sợ không dám ra khỏi thành, khí thế kinh người. Lữ bố đang muốn mắng trận, lúc này cửa doanh đột nhiên mở ra một người đi ra. Lữ bố chăm chú nhìn, người này cư nhiên không có cưỡi ngựa, lữ bố nhớ tới chiến báo lúc trước, nói là có một người ngay cả ngựa cũng không cưỡi, liền ngay cả chém ba tướng. Lữ bố cho rằng là binh tốt bị dọa vỡ mật nói bậy, không nghĩ tới cư nhiên thật sự có một người như vậy. Lữ bố vỗ lên trước, trường kích trong tay chỉ về phía Lý Phổ. Ngươi chính là người chém vết hoa hùng. Là ta, bất quá hiện tại đến phiên ngươi. Lý Phổ cầm rìu chậm rãi đi về phía Lữ bố. Lý Phổ chậm rãi đi lại, càng chạy càng nhanh cho đến khi chạy sau lưng áo choàng màu đỏ như máu theo lý phổ chạy tung bay lên, từ xa nhìn lại giống như là một lá cờ màu đỏ đang tung bay về phía trước. Áo choàng bay pháp phới, búa lớn trong tay bổ ra gió lớn nên diện mà tới, lý phổ nhằm phía lữ bố. Lữ bố thấy lý phổ ngay cả ngựa cũng không có liền dám hướng hắn phát động xung phong, hét lớn một tiếng cũng là nhằm phía lý phổ. Xích thố mã dưới hắn dưới sự điều khiển của lữ bố toàn lực chạy như một đoàn lốc xoáy màu đỏ viên thiệu cùng một đám chư hầu ở trên doanh trại đang quan chiến nhìn thấy cảnh này trong lòng càng khâm phục lý phổ trong lòng đối với hàn phước cũng càng ghen tỵ ba huynh đệ lưu bị lúc này hận không thể tự mình đối chiến lữ bố trong ánh mắt tào tháo lại càng tràn ngập hào quang cùng khát vọng cờ xí màu đỏ cùng cơn lốc màu đỏ đụng vào nhau chỉ thấy áo choàng tung bay lên xuống động tác giao thủ của hai người lại càng nhanh thái quá có lúc chỉ trong nháy mắt bị áo choàng che chắn hai người đã giao thủ vài chiêu. Áo choàng giống như cái bóng màu đỏ của Lý Phổ, bắt chước động tác của Lý Phổ. Lý Phổ hai tay vũ động cự phủ, từ mới đầu trong lòng còn âm thầm có một tia khiếp đảm, cho tới bây giờ đại khai đại hợp, từng chiêu từng thức bên trong tràn ngập lực lượng. Đơ Rào đã chiến đấu để tồn tại từ khi còn nhỏ và lớn lên trong quân đội của Nô Xuất để chiến đấu với các phe khác nhau và thậm chí giết chết một vị tướng. Chỉ vì hắn hạ lệnh rút lui, bị hắn cho là hèn nhát. Sau khi chém giết tướng quân, Dariwood dẫn dắt những người còn lại tiếp tục tác chiến cuối cùng giành được thắng lợi. Kỹ xảo của hắn có thể không có hệ thống gì, nhưng tuyệt đối đều là kỹ xảo thực dụng nhất, hơn nữa lực lượng cường đại của bản thân, cuối cùng mới trở thành đế quốc chi thủ. Mà Lý Phổ bây giờ cũng là như thế, mỗi một chiêu đều là đại khai đại hợp công địch tất cứu. Chiếc triều lớn trong tay dơ lên cao về phía sau, vung mạnh về phía trước, vung rìu với tốc độ cao hình thành một mảnh tàn ảnh, lưỡi rìu chỗ càng là chỉ có thể nhìn thấy một vệt bạch quan nối thành một vòng. Đại sát tứ phương Một kích này lữ bố toàn lực ứng phó, vung tròn họa kích cùng cự phủ va chạm vào nhau. Tiếng kim thiết giao minh vang vọng chiến trường, chúng chư hầu đứng ở trên cửa doanh quan sát chiến cuộc nhìn không được bịt kín lỗ tai, động trác đứng ở hổ lao quan sát cuộc chiến không khỏi lui về phía sau vài bước. Đợi đến khi mọi người nhìn về phía chiến trường, hai người đã chiến thành một đoàn, áo choàng màu đỏ cùng lữ bố mặt giáp trụ màu đỏ biến thành một vần sáng màu đỏ mông lung, rốt cuộc phân không rõ rốt cuộc ai là ai. Chỉ có thỉnh thoảng hiện lên sự nặng nề trên lưỡi rìu, cùng sự tàn nhẫn trên hòa kích nhắc nhở bọn họ đây là một hồi liều chết chiến đấu. Thật không hổ là thượng tướng vô song, võ nghệ bực này quả thực nghe rợn cả người. Hàng đại nhân có nhân vật như Phan Tướng Quân, thật khiến người ta hâm mộ không thôi. Đại ca, người này võ nghệ không dưới ta. Quan nhị gia thấp giọng nói với Lưu Bị. Lưu Bị nghe Quan Vũ nói xong, ánh mắt nhìn về phía Lý Phổ lại càng không tầm thường. Có phan tướng quân ở đây, lữ bố vô ưu rồi. Các chư hầu trong doanh trại cùng dân lên các loại mông ngựa. Lý Phổ chưa từng đối chiến với người mạnh như vậy, một thanh hòa kích ở trên tay lữ bố giống như là sống lại, kích khi thì hóa thành hàm răng hướng Lý Phổ cắn tới khi thì hóa thành móng vuốt sắc bén vỗ về phía lý phổ. Huyết nộ sớm đã phát động, cũng chính là bằng vào huyết nộ gia trì lực lượng mới có thể ở lực lượng áp chế lữ bố một đầu, nhưng chiến đấu cho tới bây giờ cũng không phải so với ai khí lực lớn hơn. Tuy rằng Lý Phổ sau khi kích phát huyết nộ có thể thắng lữ bố về mặt lực lượng, nhưng kỹ xảo của hắn kém lữ bố nhiều lắm. Lúc trước cùng Hoa Hùng trong chiến đấu, thực lực chênh lệch thật sự là quá lớn, hắn có thể miễu sát Hoa Hùng nhưng hôm nay khi chiến đấu với loại người thực lực không chênh lệch nhiều như lữ bố chênh lệch lập tức thể hiện ra trường kích của lữ bố vô cùng linh hoạt mà cự phủ trong tay lý phổ lại giống như vật chết chỉ biết theo bản năng vung chém thỉnh thoảng sử dụng kỹ năng tiến hành nối tiếp lực lượng cường đại của kỹ năng khiến lữ bố không thể bỏ qua sự tồn tại của kỹ năng cũng chính nhờ vào sự phối hợp giữa huyết nộ và hai kỹ năng lý phổ mới có thể chống đỡ được chiến đấu với lữ bố nhưng Lữ Bố đang dần dần thích ứng với kỹ năng của Lý Phổ, tiếp tục chiến đấu, người chết tuyệt đối là Lý Phổ. Hơn nữa Lý Phổ vì gia tăng độ bắt trước, ngay cả ngựa cũng không có cưỡi, một khi bị thua chính là chết. Đúng lúc này, trong cửa thành liên quân đột nhiên xuất hiện một kỵ binh. Người đột nhiên xuất hiện này, lớn lên là đầu báo hoàng nhãn, cầm trong tay trượng bác xà mâu, chính là Trương Phi. Lưu Bị lúc này mới phát hiện Trương Phi đi theo bên cạnh mình không thấy đâu, khó trách trước kia trương phi nói chuyện lớn nhất hôm nay lại không nghe thấy giọng trương phi trương phi đã sớm biết người tới là lữ bố từ xưa tới nay văn không đệ nhất võ không đệ nhị trương phi đã sớm muốn so chiêu với lữ bố đệ nhất thiên hạ cũng mặc kệ lý phổ và lữ bố đang chiến đấu thúc ngựa sẽ tiến lên tham gia lý phổ cũng không cự tuyệt hắn cùng lữ bố chiến đấu vốn là đi dây thép một bước bị thua chính là chết áp lực lớn tới cực điểm Trương Phi xuất chiến chính là vì Lý Phổ giảm bớt không ít áp lực. Áp lực của Lý Phổ chợt giảm, cùng Trương Phi bắt đầu hợp đấu với Lữ Bố. Lúc này Lữ Bố có chút chống đỡ không nổi, hắn có thể lấy kỹ xảo áp chế Lý Phổ, nhưng tuyệt đối không có khả năng lấy một địch hai. Lữ Bố lúc đầu còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, đến 10 hiệp sau đã bắt đầu chống đỡ không nổi. Đến 20 hiệp, Lữ Bố đang dùng kích nhận ngăn cản xà mâu Trương Phi đâm ra, kích ngăn cản phủ nhận của Lý Phổ ra sức một trận thoát khỏi vòng chiến của hai người thúc ngựa liền chạy trở về lữ bố hai tay buông xuống chỉ có bàn tay còn miễn cưỡng nắm phương thiên hòa kích lữ bố đã thoát lực trong khoảng thời gian ngắn không còn khả năng đánh một trận nữa lý phổ cùng trương phi hai người đều là lực lượng hình cho dù là lữ bố cũng khó có thể chống đỡ lữ bố tiểu nhi đừng đi trương phi thúc ngựa đuổi theo chạy nhanh lên kẻ nhu nhược lý phổ cầm rìu lớn đuổi theo lữ bố mọi người đều là cả kinh không nghĩ tới trong liên quân còn có trương phi bực này mảnh tướng dũng mãnh như thế người này là bộ tướng của ai ngay cả tào tháo cũng cả kinh không nghĩ tới trong liên quân còn có nhân vật bực này mắt thấy lữ bố sắp tiến vào doanh môn lý phổ trương phi mắt thấy cũng muốn xông vào viên thiệu vội vàng minh kim thu binh nhưng trương phi làm sao nghe quân lệnh của viên thiệu lý phổ vừa thấy trương phi cũng không nghe hắn thành thật trở về, đây chẳng phải là có vẻ ta không bằng Trương Phi. Hai người cũng căn bản mặc kệ quân lệnh của viên thiệu, tiếp tục đuổi theo lữ bố. Mau mau mau. Tiến quân. Trong lòng viên thiệu đã sớm có tâm tư thôn tính ký châu, đồ của hàng phước trong mắt hắn đã là của hắn. Huống chi loại thượng tướng như Phan Phượng lại càng khó cầu, vội vàng phát binh trợ giúp. Hết chương này. Chương 7 Giời đô bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 7 Chuyển đô lữ bố cưỡi ngựa xích thỏ, Lý Phổ dùng hai chân trương phi cưỡi chiến mã bình thường. Không đợi đuổi kịp lữ bố, đại môn doanh địa lữ bố cũng đã đóng lại. Đợi hai người trương phi Lý Phổ đến trước cửa đại doanh lữ bố, trên cửa doanh đứng lên vô số cung nỏ thủ, bắt đầu bắn về phía hai người. Lý Phổ vung cự phủ không ngừng ngăn cản, một bên ngăn cản một bên hướng cửa doanh tới gần, giống như là dơ một cái quạt lớn. Cái búa khổng lồ vào giờ khắc này giống như một tấm khiên bảo vệ chỗ yếu hại của thân thể lý phổ. Cử doanh của lữ bố là do hơn 10 khúc gỗ thô to bằng đùi buộc chặt mà thành, thập phần rắn chắc lại tiện lợi. Nhưng cái này ở lý phổ trong tay cự phủ thì có chút không đủ nhìn, trong tay cự phủ mãnh liệt dơ lên về phía sau, mượn thắt lưng lực hướng cử doanh mãnh liệt vung ra. Vô hiệu hóa. Lực lượng gấp đôi từ trên rìu bộc phát ra, doanh môn vốn dày nặng lại bị một búa này chém thành từng mảnh nhỏ. Ưu thế lực lượng của Lý Phổ vào giờ khắc này toàn lực bộc phát ra, tiếp theo lại là một cái đại sát tứ phương, vung cự phủ tròn đem cửa doanh vỡ nát chém bay qua một bên. Trương Phi còn tại chỗ dùng xà mông ngăn cản cung nỏ bắn về phía hắn, không nghĩ tới Lý Phổ cư nhiên đem cửa doanh chém ra. Không chỉ có là Trương Phi không nghĩ tới, ngay cả sĩ tốt ở trên cửa doanh bắn cũng không nghĩ tới, trong lòng kích động đám sĩ tốt cung nỏ trong tay không khỏi chậm lại trương phi vốn bị cung nỏ bức thua chỉ kém em trên người trúng vài mũi tên nếu không phải áo giáp trắng chắc trương phi lúc này có thể đã trọng thương trương phi cảm giác được áp lực nhẹ nhàng kẹp bụng ngựa liền vọt vào trong doanh địa bắt đầu xung phong vô số kỵ binh phía sau lý phổ lúc này cũng đã chạy tới bên ngoài doanh địa của lữ bố nhìn thấy cửa doanh đại phá mọi người tranh nhau xông về phía doanh địa của lữ bố Doanh địa bị phá, sĩ khí lữ bố quân giảm mạnh, chỉ cần xông vào doanh địa khắp nơi đều là binh lính chờ đợi bị thu hoạch. Quân công dễ như trở bàn tay. Lý phổ khiên cự phủ đứng ở giữa doanh môn, vô số kỵ binh giống như thủy triều từ phía sau hắn nhảy vào doanh địa của lữ bố quân. Mỗi một cái kỵ binh đều khống chế chiến mã tránh đi đứng ở trung ương Lý phổ, nếu như nói kỵ binh như thủy triều như vậy Lý phổ chính là đá ngầm, vô số thủy triều từ bên người chảy qua, tự thân bất động như núi kỵ binh vọt vào trong quân doanh lữ bố bắt đầu tàn sát sĩ tốt chạy tứ tán, sĩ tốt chạy trốn căn bản không có đường phản kháng, thường thường là bị kỵ thương từ phía sau đâm thủng. Một khi có đại lượng sĩ tốt tụ tập lại phản kháng, sẽ có vô số kỵ binh nhằm phía quá khứ đem thật vất vả tụ tập lên sĩ tốt tách ra. Trương Phi càng hứng thú dết chóc, vọt thẳng tới chỗ sâu trong doanh địa. Lý Phổ nhìn đống đổ nát thê lương đầy đất, cùng vô số thi thể vỡ vụn, kéo qua một cây gỗ tròn ngồi ở phía trên nhìn trước mắt đang tiến hành tàn sát. Phan tướng quân vì sao không đi kiến công lập nghiệp, mà là ngồi ở chỗ này, Tào Tháo cưỡi chiến mã cũng vọt tới trong doanh địa. Không chỉ là Tào Tháo, ngoài trừ viên thiệu viên thuật và các chư hầu không biết võ nghệ, mấy đường chư hầu khác đều đã vọt vào doanh địa chém giết lữ bố quân sĩ tốt. Lữ bố đại doanh đã bị phá, lúc này vọt vào trong doanh địa không chỉ có thể chém giết sĩ tốt lập công, càng có thể thu phục binh lính đầu hàng tăng cường thực lực của mình. Cho nên những chư hầu này như ông vỡ tổ vọt vào doanh địa, dù là những kia không biết võ nghệ chư hầu cũng phái thủ hạ sĩ tốt cướp đoạt trong quân doanh vật tư. Nhưng có một người khác, Tào Tháo cưỡi ngựa cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là chậm hơn người khác một chút, cho đến khi các chư hầu khác vọt vào doanh địa của quân Lữ Bố, lúc này ngựa của Tào Tháo mới có thể vọt vào doanh địa. Vừa vào doanh địa liền nhìn thấy Lý Phổ ngồi ở trung tâm, nhìn thoáng qua hoàn cảnh loạn thất bát tao chung quanh tào tháo cũng ngồi ở bên cạnh lý phổ người nào đó cảm thấy hứng thú chính là những tướng sĩ dám nhe răng với ta mà không phải những thôn ca lý phụ dọa vỡ mật này lý phổ tiện tay kéo qua một lá cờ chữ lữ lau sạch vết máu trên lưỡi rìu tào tháo vẻ mặt khiếp sợ nhìn lý phổ trong lòng càng chấn động vốn tưởng rằng trong loạn thế này lòng người hướng về phía sau không nghĩ tới mình cương nhiên gặp được một thành viên thượng tướng nhân nghĩa vô song thật không hổ là thượng tướng vô song không chỉ có võ nghệ độc nhất vô nhị hơn nữa nhân nghĩa vô song tào tháo tự mình nghi thần nghi quỷ một lòng có hơn vạn tâm nhãn ám toán ai cũng không có gánh nặng tâm lý cho nên hắn đối với loại người có đạo đức hơn nữa giới hạn đạo đức thập phần cao này rất là kính nể đối với lý phổ cũng là càng ngày càng thưởng thức nhìn trong quân doanh đốt vết cướp bóc hỗn loạn một mảnh nhưng xung quanh Lý Phổ trong phạm vi 20 mét lại không ai dám tới gần, sợ quấy nhiễu hắn. Nhưng kỳ thật Lý Phổ nói như thế nào cũng là người đã trải qua giáo dục, đối với người không có sức phản kháng dơ dao mổ lên vô luận là Lý Phổ hay là Đức Lai Ách Tư đều không làm được. Lữ bố doanh địa bị phá, căn bản không có tướng sĩ quản thủ hạ, một đường đuổi người chạy tới hổ lao quan hạ, kêu công tác môn trốn vào quan nội. Về phần sống chết của thủ hạ, những thứ này cho tới bây giờ cũng không phải lữ bố lo lắng. Những tướng sĩ này ở trong mắt của hắn cho tới bây giờ cũng không phải từng cái từng cái sống sờ sờ người, mà là thuộc về hắn tài phú, hiện tại mệnh đều thiếu chút nữa không có, muốn những tài phú này làm gì. Coi như là phá tài miễn tai họa, hơn nữa những binh sĩ này còn không phải của hắn là của động Trác. Doanh địa đóng quân ba vạn người giấy lên lửa lớn, cháy mãi đến trưa ngày hôm sau lửa lớn mới tắt, Khói đặc cuồn cùng ngoài mười mấy dặm đều có thể nhìn thấy. Đổng trác tự nhiên cũng nhìn thấy. Phùng tiên A, à, ta đem ba vạn người giao cho ngươi đóng quân ở ngoài thành, chính là nhìn trúng võ dũng của ngươi, nhưng là ngươi làm sao lại một mình trốn trở về. Lữ bố quỳ ở phía dưới. Nghĩa phụ, liên quân đều là tiểu nhân vô sĩ, thừa dịp ta cùng phan phượng ác chiến đột nhiên bị một đại hán mặt đen đánh lén, lúc này mới không cẩn thận đánh mất doanh địa. Lữ bố đứng ở dưới bậc động trác vẻ mặt không phục. Thôi thôi, ngươi đi xuống đi. Đổng trác phất tay ý bảo. Đổng trác không có biện pháp xử trí lữ bố, hắn không có con nối giỏi sau đó thu lữ bố làm nghĩa tử cũng là coi trọng võ nghệ của lữ bố. Chính hắn tuổi già sức yếu, nếu như không có một người đáng tin cậy, hắn đều sợ mình một ngày nào đó lúc ngủ bị người chém cũng không có người thay hắn báo thù. Lữ bố đi rồi, một người đầu đội nho quan từ một bên đi ra người này chính là mưu sĩ lý nho của đổng trác lý nho tự văn ưu là con rể của đổng trác thủ tịch mưu sĩ cũng là người thân tín nhất của đổng trác vô luận chuyện lớn chuyện nhỏ đều phải cùng lý nho tham mưu có thể nói là đệ nhất trí năng của đổng trác lúc trước đổng trác thừa dịp loạn vào kinh nói hàng lữ bố phế lập hoàng đế dời đô trường an đều không thể rời khỏi công lao tham mưu của lý nho hán thiếu đế lưu biện bị phế hậu bất mãn lý nho phụng mệnh đổng trác tự mình dẫn người vào cung, độc chết lưu biện. Không chỉ có trí mưu siêu quần mà còn tâm ngoan thủ lạc. Văn ưu a, à, lữ bố bại hiện tại viên thiệu đang ở quan ngoại, chúng ta làm sao bây giờ ngươi nói biện pháp đi. Lý Nho cẩn thận suy tư một phen rồi nói. Hôm nay ôn hậu mới bại, binh vô chiến ý tướng vô chiến tâm, không bằng dẫn binh về Lạc Dương, dợi đế đô đến Trường An, gần đây trên phố có đồng giao, phía tây một người Hán, phía đông một người Hán, hưu đi vào Trường An, mới không có gì khó khăn, đây là thuận thiên mà làm a. À. Hết chương này. Chương 8. Liên quân tứ tán. Bạn đang nghe tại truyện.audio. chấm Chương 8. Liên quân tứ tán trong doanh liên quân trắng đêm cuồng hoang, nhưng không ai biết Đổng Trác đã lặng lẽ rút lui. Đến khi bọn họ biết, Đổng Trác đã mang theo Thiên tử và Bách quan dời đô đến Trường An chúng chư hầu sau khi biết việc này phản ứng đầu tiên cũng không phải là giết hướng trường an cứu ra thiên tử. Mà là triệu tập binh mã nhằm phía Lạc Dương, Lạc Dương trăm năm quốc đô, vàng bạc châu báu nhiều vô số kể, nhân khẩu lại càng có trăm vạn người. Mọi người sau khi chạy tới Lạc Dương phát hiện, Lạc Dương đã bị động trác đốt cháy hóa thành một mảnh đất trắng. Căn bản không có gì để cướp, cái gì cũng không có. Chỉ có Tôn Kiên ở trong hoàng cung tìm được Ngọc Tỷ truyền quốc, coi như là có chút thu hoạch đi. Vô song, ta muốn lui binh ngươi thấy thế nào? Hàng Phước gọi Lý Phổ đến trước người hỏi. Lý Phổ từ lần trước chiến lữ bố phá địch doanh, thanh danh vang dội các chư hầu khác nhìn Hàng Phước cũng không dám khinh miệt giống như lúc trước. Hàng Phước mặc dù có được ký châu chi địa, nhưng bản thân trời sinh tính nhu nhược nhát gan như chuột, hiện giờ dưới sự trợ giúp của Lý Phổ làm cho những người khác coi trọng hắn nhất đẳng, địa vị của Lý Phổ trong lòng hắn cũng từ từ tăng lên cho tới bây giờ chuyện lớn chuyện nhỏ đều phải hỏi ý tứ của lý phổ trước lý phổ căn bản không rõ ngươi một quan lớn cấp tỉnh tới hỏi ta một người đóng vai quần chúng có phải có chút quá thái quá hay không để cho lý phổ đánh nhau còn được ngươi để cho hắn đi quyết định phương hướng chiến lược thì có chút ép buộc người khác nhưng tình tiết hiện tại lý phổ vẫn nhớ rõ liên quân đóng quân ở nơi táo chua này cũng không biết táo chua ở nơi này bao nhiêu sau đó ngày ngày uống rượu mua vui sau đó quân lương ăn xong liên quân giải tán đã như vậy cần gì phải lãng phí thời gian với bọn họ ở chỗ này hạ quyết tâm xong lý phổ nói lui binh về ký châu đi liên quân đã chỉ còn trên danh nghĩa tiếp tục ở lại đây cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi mà thời đại sắp mở ra chính là loạn thế giống như thời chiến quốc có thể đồng thủ trước một bước có trăm lợi mà không có một hại a à, vậy chẳng phải là nói ta rất nguy hiểm sao hàng phước vẻ mặt sợ hãi Lý Phổ đã sớm biết hàng phức nhát gan, không nghĩ tới nhát gan như vậy. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, hắn cư nhiên sẽ bởi vì người khác nói hai câu lặng lẽ liền sợ tới mức dùng đau tự sát, người này hoàn toàn chính là một bãi bùng nhão A. À. Có côn trùng như vậy làm sao có thể thống nhất thần châu? Nghĩ tới đây, Lý Phổ tiến lên chính là một cái tác đánh vào gáy hàng phức. Đánh cho mũ trên đầu hàng phức đều lệch Ngươi sợ cái gì? Có ta ở đây ngươi sợ cái gì? một tay nắm lấy cổ sau của Hàng Phước. Vâng. Hàng Phước lúc này không chỉ không có cảm giác mạo phạm, ngược lại cảm thấy một trận an tâm. Giống như là một học sinh học tập rất tốt, sau khi bị côn đồ uy hiếp, một đại ca đứng ra nói bảo vệ hắn. Đi. Quay về Ký Châu. Lý Phổ buông Hàng Phước ra khỏi doanh địa, kêu sĩ tốt khởi hành. Lý Phổ căn bản không sợ Hàng Phước sẽ bởi vì mình đánh hắn mà trách tội mình, bởi vì người này căn bản không có lá gan kia. Lý Phổ ở trong mấy lần chiến tranh tạo nên một mảnh uy tín, những binh sĩ này cơ hồ là đem Lý Phổ làm cha ruột để kính ngưỡng. Lý Phổ nói để cho những binh sĩ hướng đông này sẽ không đi hướng tây, lời nói của Lý Phổ so với hàng phước đều hữu dụng hơn. Hơn nữa Lý Phổ cố ý tạo ra bầu không khí quân doanh của nam nhân thiết huyết chân chính, hàng phước nhát gan nhát gan lại càng làm cho những binh lính này khinh thường dù sao loạn thế cơ bắp so với văn chương tốt hơn, Lý Phổ mỗi ngày ở trong quân doanh cố ý đi hiển lộ cơ bắp, cùng binh lính huấn luyện. Loại phương pháp lăng xê sơ lược này ở thiên triều đều chơi nát không có mấy người tin, nhưng vào lúc này vẫn dùng rất tốt. Hàng Phước ở trong quân đã có cũng được mà không có cũng không sao, thanh danh của Lý Phổ thì truyền ra ngoài. Lý Phổ đã có chủ ý tốt, nếu như Hàng phức can đảm ám toán hắn, hắn quay đầu lại liền đem Hàng Phước chém nhưng không nghĩ tới chính là, hàng phức người này từ khi phát hiện uy vọng của Phan Phượng nặng hơn mình, vẫn rất thành thật. Nói chuyện đều phải cố ý hạ giọng. Quân doanh xuất phát thanh thế to lớn, Lý Phổ khiên rìu cưỡi một con ngựa chậm rãi đi về phía trước. Trong khoảng thời gian này, Lý Phổ đã học được cưỡi ngựa, nhưng cưỡi ngựa rất là kéo khố. Phàm là ngựa dám chạy, Lý Phổ cũng dám bay ra khỏi lưng ngựa. Cũng may trong quân có không ít bộ binh, tốc độ hành quân cũng không nhanh, lý phổ còn có thể theo kịp nhưng trong mắt binh lính thì khác rõ ràng phan tướng quân sợ binh lính tục lại phía sau cố ý đi ở cuối quân đội phan tướng quân hắn thật sự ta khóc muốn chết vô song sau này còn gặp lại tào tháo mang theo đoàn người ngựa đứng ở ven đường chờ lý phổ lý phổ gật đầu cũng không có dừng lại ôn chuyện với tào tháo thật sự có phải lý phổ không muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút hay không là bởi vì mỗi lần hắn lên ngựa rất vất vả kỹ thuật cưỡi ngựa căn bản không chiếm được trọng điểm nhưng lại không thể tìm người khác hỏi làm sao lên ngựa hay lắm một tướng quân như anh còn không biết lên ngựa à thanh danh này truyền ra ngoài hắn làm sao giữ gìn hình tượng nam nhân thiết huyết chân chính hắn làm sao đạt được sự tán thành của người khác nhưng trong mắt tào tháo thì khác vô song hành quân rất có kết cấu rơi vào cuối sợ có một người tục lại phía sau càng là hắn yêu binh như con thể hiện thế gian sau có thể có như thế nhân nghĩa vô song tướng quân khi nhìn thấy lý phổ cư nhiên xuống ngựa đem ngựa tặng cho một gã tiểu binh tục lại phía sau tình yêu thích trong mắt cũng sắp tràn ra mí mắt đây thật ra là lý phổ cưỡi ngựa nửa ngày cảm giác mong cũng sắp bị cấn ra trĩ vừa vặn nhìn thấy một sĩ tốt đi vệ sinh ở ven đường không nói lời nào liền đem sĩ tốt ném lên lưng ngựa tướng quân ta thật sự không phải tục lại phía sau ta chỉ là ở tục lại phía sau không có gì ngượng ngùng nói nữa cho ngươi một số tiền lớn túi lý phổ đem sĩ tốt mạnh mẽ đặt ở trên yên ngựa không cho sĩ tốt xuống ngựa tướng quân sĩ tốt trên lưng ngựa cảm động bù lu bù loa sĩ tốt chung quanh thấy một màn như vậy càng hận không thể vì lý phổ phục vụ nhìn lý phổ rời đi xa hào quang trong mắt tào tháo cũng dần dần mất đi thẳng đến khi không nhìn thấy bóng lưng lý phổ lúc này mới ngừng quan sát đem ngọn núi kia dời đi cho ta tào tháo chỉ vào nơi lý phổ biến mất a à, đại ca vì sao a à, tào nhân khó hiểu hỏi bởi vì hắn chặn bóng lưng vô sông đại ca ngươi có phải bình tĩnh một chút không kia mẹ nó là núi a tào nhân vỗ vỗ bả vai tào tháo vậy thì đốn hết cỏ cây ở đó đi ngay cả bụi bặm hành quân cũng không nhìn thấy tào tháo lúc này mới rời đi vâng tào nhân hữu khí vô lực đáp tào nhân nhớ lại lần trước khiến tào tháo mất hồn mất ví như vậy là khi nào là lần đó với quả phụ đầu thôn đông hay là lần chia tay với phu nhân trương giáo úy cái gì hàng phức lui binh viên thiệu hơi sửng sốt tiếp theo nở nụ cười không để ở trong lòng liên quân sớm muộn gì cũng phải giải tán người hơi có chút thông minh đều hiểu được thời đại tiếp theo chính là quần hùng tranh giành người thắng sinh kẻ thua phải chết ký châu sớm muộn gì cũng phải cầm trong tay đi thôi lưu bị mang theo hai vị huynh đệ cũng rời khỏi liên quân phan tướng quân đi rồi một tiểu tướng bạch mã ngân thương trong doanh của công tôn toản hơi sững sờ không khỏi nhớ tới dáng người hùng vĩ của Phan Phượng một mình đứng ở cửa doanh sau khi hổ lao nhốt Phan Phượng lại. Hết chương này. Chương 9 Quân sư Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 9 Quân sư sau khi Lý Phổ rời đi nửa tháng, liên quân lục tục giải tán trở về đất phong của mình, bao gồm viên thiệu. Mắt thấy liên minh đã tiêu tán, minh chủ hắn đương nhiên không muốn liên minh giải tán nhưng lại không thể làm gì khác đành phải trở về quận bột hải tiến hành chuẩn bị loạn thế sắp tới một môn tứ thế tam công của viên thị vang danh thiên hạ viên thiệu có thể lấy thân phận thứ xuất thành tựu địa vị hiện giờ đương nhiên cũng không phải ăn chơi trác tán từng khi đổng trác mới vào kinh quyết định thực hiện hành động phế lập muốn thành lập danh vọng cá nhân nhưng vẫn bị viên thiệu phản đối có một lần lúc triều hội đổng trác vô cùng ngạo mạn uy hiếp viên thiệu nói chẳng lẽ ngươi cho rằng đau của đổng trác ta bất lời sao nhưng viên thiệu cũng không có chút nhượng bộ rút bảo kiếm bên hông ra căm tức nhìn đổng trác nói kiếm của ta cũng chưa hẳn bất lợi nói xong nên ngang rời đi đổng trác không dám ngăn cản thậm chí sau đó vì trấn an viên thiệu cho viên thiệu một thái thú quận bột hải ban thưởng hương hầu bất luận viên thiệu sau này biến thành bộ dáng gì nhưng không hề nghi ngờ viên thiệu lúc này còn không phải là người tào tháo trong miệng thấy lợi nhỏ mà vong nghĩa so với hàng phước càng mạnh hơn nhiều cho nên dọc theo đường đi Lý Phổ đều suy nghĩ tìm một người đến phụ tá vị chúa công này một chút. Dù sao chúa công ngoan ngoãn như vậy thật sự là không thấy nhiều, Lý Phổ nếu như dám cho Tào Tháo hoặc là viên thiệu một cái túi lớn, bọn họ không có khả năng giống như hàng Phước, chỉ là ông mặc u oán nhìn Lý Phổ. Chỉ có thể nói với Lý Phổ, đánh rất tốt, kiếp sau không nên đánh nữa. Phan tướng quân, sự vật trong nhà bận rộn, thật sự là không rảnh đảm nhiệm quân sư, mời phan tướng quân mời hiền minh khác. Một nho sinh hướng về Lý Phổ chấp tay nói, nhìn như khách khí kỳ thực ý tứ cự tuyệt thập phần rõ ràng. Không quan trọng không quan trọng, Phượng biết rõ tử viễn gia sự vất vả, cố ý bảo tướng sĩ thủ hạ mời tử viễn gia tiểu tới làm khách, tử viễn chớ lo. Lý Phổ vung tay chỉ ngoài cửa. Hứa du ra khỏi cửa nhìn, chỉ thấy người nhà mình đang uống rượu trong quân doanh, mỗi người đều nơm nớp lo sợ không dám lớn tiếng ồn ào, e sợ nơi nào chọc tới những sĩ tốt này bị chém giết. Người lý phổ mời chính là hứa du, hứa du mới đi theo viên thiệu không đến một năm, viên thiệu cũng chỉ là một thái thú, không cho hứa du chức vị gì, nhưng coi như nhìn trúng hứa du. viên thiệu khởi liên quân tấn công động trác, lưu lại hứa du phụ trợ xử lý chính vụ. Hơn nữa trí mưu của người này cũng tương đối lợi hại, nếu như không phải cuối cùng người nhà phạm tội, hắn cũng sẽ không đi đầu nhập tào tháo hơn nữa khuyết điểm này trong mắt lý phổ cũng không phải khuyết điểm không phải là tham chút tiền sao còn không phải hắn tham chính là nhi tử hắn tham cho nên lý phổ liền theo dõi hắn cùng lắm thì đến lúc đó đặc biệt gọi vài người cùng nhi tử hắn ăn nhậu chơi bời lấy tài năng của hứa du làm quân sư dư giả cho nên một lần ký châu lý phổ ngay cả nhà cũng không về trực tiếp mang binh tới tìm hứa du hứa du không biết chuyện gì xảy ra lúc đang xử lý công việc thì bị người truyền lệnh hàng phước muốn gặp hắn phan phượng dẫn binh ở ngoài thành hứa du còn đang kỳ quái hàng phước này làm sao gặp được hắn phải biết rằng từ khi viên thiệu tới bột hải quận hàng phước vẫn phái người nhìn chằm chằm viên thiệu sợ viên thiệu tạo phản hứa du tuy rằng kỳ quái nhưng không thể không gặp dù sao viên thiệu còn chưa trở về nếu như cùng hàng phước nổi lên xung đột hàng phước cũng không sao cả vạn nhất cùng Phan Phượng đánh nhau thì làm sao bây giờ? Dù Am biết dối gian như thế, dù em biết đắng cay chua xót, hơn nữa hắn hiện tại cũng chỉ là một người trong trận doanh viên thiệu mà thôi. Không nghĩ tới Phan Phượng lại mời hắn làm quân sư, hứa du vẫn động tâm một chút. Nhưng hắn biết viên thiệu đã sớm coi trọng địa bàn Ký Châu này, hiện tại đi làm quân sư Ký Châu cũng giống như vào quân trọc đầu năm 1949 nhưng không ngờ tên ác tặc phan phượng này lại trói cả nhà hắn lại đồ ác tặc rốt cuộc muốn làm gì hứa du quay đầu hét lớn sĩ tốt bên cạnh phan phượng nghe thấy hứa du dám mắng phan phượng trường đao trong tay rút ra một nửa bị lý phổ đè xuống không có gì chỉ là muốn cho ngươi vì chúa công hiệu lực ngươi ở viên thiệu thủ hạ cũng bất quá là một môn khách mà thôi đến ta đây ta cho ngươi quân sư còn chưa đủ sao hàng phức nhát gan nhát gan thực không làm người chủ chi tượng chim tốt chọn cây mà đậu hứa du mặc dù bất tài nhưng cũng muốn chọn cây mà đậu nói hay lắm đưa cả nhà tử viễn lên đường đi lý phổ tùy ý phất phất tay vâng các binh sĩ rút trường đao bên hông ra đi về phía người nhà hứa du chờ một chút hứa du vội vàng đứng trước mặt đám binh sĩ sĩ tốt căn bản không nghe hứa du nói chuyện tiền tay đẩy hứa du ngã xuống đất, trường đao sáng loáng nhìn hứa du đáy lòng phát lạnh. Không nghe thấy quân sư bảo các ngươi chờ một chút sao? Lát nữa một người đi lĩnh ngũ đại bản, không sao chứ tử viễn. Lý phổ từ vị trí chủ vị đi xuống, nâng hứa du dậy phủi bụi trên người hứa du. Chỉ là lực đạo rất nặng, thiếu chút nữa cắt đứt thắt lưng hứa du. Tướng quân, rốt cuộc ông muốn làm gì? Vì sao làm khó tôi như vậy? Hứa Du cũng không có cách nào biểu hiện kiên cường, ăn nói khép nép hỏi Lý Phổ. Lý Phổ đỡ Hứa Du ngồi một bên, rót cho Hứa Du một ly rượu rồi mới nói: "Ngươi này viên Thiệu thủ hạ bất quá chỉ là một môn khách, tới ta nơi này lại quan to lộc hậu đại quyền nắm trong tay, chú công trời sinh tính nhu nhược nhưng lại hiểu được ủy quyền, ngươi một khi nhậm chức quân sư to như vậy, ký châu chẳng lẽ sẽ không có ngươi thi triển tài hoa đường sống sao? Đến lúc đó coi như là chú công thất bại, lại liên quan gì đến ngươi?" Tử Viễn là danh môn ký châu, chẳng lẽ còn có người chém tận giết tuyệt ngươi sao? Có trăm lợi mà không có một hại a, à, Tử Viễn. Nói một đống lớn, Kỳ thật tổng kết lại liền một ý tứ, ngươi tới ta đây giống như là đánh bạc, đánh bạc thắng là của ngươi, đánh bạc thua còn có hàng phước đính, ngươi sợ cái gì? Sau khi Hứa Du cẩn thận suy nghĩ, là đạo lý này, hơn nữa nếu làm tốt, cho dù là ông chủ rơi đài, anh ta cũng có thể mang vốn đầu tư vào công ty mới. Hơn nữa, hàng phức tuy rằng nhu nhược, cũng là ký châu mục trên thực tế, cũng không tính ủy khuất hắn. Vậy mời vô sông, để ở nhà sau đi. Hứa du cười khổ nói. Lý phổ vỗ vỗ bả vai hứa du, cười to nói. Tử viễn ở đâu, đều là người trong nhà, tử viễn yên tâm, chỉ cần thi triển quyền cước, tôi cũng do cậu chỉ huy. Lý phổ cười ha hả để cho chúng sĩ tốt trợ giúp hứa du chuyển nhà, hứa gia cũng không ở quận Bột Hải, lần này cũng là vì hứa du mới cố ý mang cả nhà hứa gia tới uy hiếp hứa du, còn hứa địa vị quân sư ra ngoài. Dù sao viên thiệu tứ thế tam công môn sinh cố lại khắp thiên hạ, lực hấp dẫn duy nhất của hàng phước so với viên thiệu cũng chính là có thể cho một ít chức quan. Sau khi trình diễn tiết một bất đắc dĩ trước mặt dân chúng quận Bột Hải, hứa du liền cao hứng theo lý phổ về tới Nghiệp Thành. Nghiệp Thành là thủ phủ ký châu, thập phần phồn vinh tuy rằng thiên hạ đại loạn, nhưng còn không có lan đến loại đại thành này cho nên liếc mắt một cái có vẻ một mảnh phùng vinh bừng bừng sức sống hứa du cũng không nhịn được gật đầu tuy rằng hàng phước trời sinh tính nhu nhược nhưng lại trị coi như cần cù vừa tới cửa thành hứa du đã thấy vô số sĩ tốt xếp hàng bày trận ở ngoài cửa châu mục hàng phước đứng ở chính giữa nhìn thấy đoàn người của mình đến rồi sải bước đi tới hàng phước đi về phía phan phượng không đợi nói chuyện đã bị Lý Phổ bắt lấy bả vai tự như đặt đồ chơi thay đổi phương hướng cho hàng phước, phương hướng này chính là hứa du. Tuy rằng dọc theo đường đi Phan Phượng nói rõ tình huống cho mình, nhưng hắn thật không nghĩ tới hàng phước cùng Phan Phượng ở chung là như vậy. Hết chương này. Chương 10 Khúc nghĩa phản loạn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 10 phản loạn đây là quân sư ta mới tìm cho ngươi, sau này có chuyện gì hỏi hắn là được rồi. Lý Phổ chỉ vào hứa du nói. Hàng Phước nghe xong bước nhanh lên cầm tay hứa du. Hôm nay ta phải. Hắn tên là gì? Hàng Phước quay đầu nhỏ giọng hỏi. Hứa du, hứa tử viễn. À, hôm nay ta được con xa như cá gặp nước rồi. Hàng Phước nói một phen tình chân ý thiết, quân thần thích hợp. Chính là vừa rồi hỏi tên có chút làm cho người ta hoài nghi đây có phải là nhựa quân thần tình hay không? hứa du nhìn về phía lý phổ vẻ mặt kinh ngạc cũng không phải là khung ta sau đó lý phổ khẽ gật đầu trong mắt lộ ra chân thành hắn chính là đức hạnh này hứa du vẻ mặt bất đắc dĩ đi theo Hàng phước tiến vào nghiệp thành hôm nay ta bái tử viễn làm quân sư mong chư vị chung sức hợp tác trên đại sảnh Hàng phước cầm lấy một thanh bảo kiếm đưa cho hứa du hứa du quỳ tạ ơn rồi nhận lấy bảo kiếm quân sư tuy rằng cũng không thực tế chức quan quyền lực có thể lớn có thể nhỏ toàn bộ xem chúa công ủng hộ lúc hàn phước và lý phổ tách ra lý phổ đã nói với hàn phước nếu muốn sống sót trong thời loạn thế này chỉ có vũ lực là không được tìm một quân sư tài đức vẹn toàn làm việc chính là làm ít công to tuy rằng dưới tay hàn phước có không ít văn thần võ tướng nhưng không có mấy người trung thành phụ tá hắn lý phổ cố ý tìm hứa du từ nơi khác làm quân sư để cho địa vị của hứa du áp chế những người này những người này tất nhiên không phục hứa du nhưng có lý phổ nắm giữ binh quyền làm chỗ dựa cho hứa du không phục cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống vì bảo trụ địa vị hứa du chỉ có thể cùng lý phổ tiến hành hợp tác về phần hàn phức bản thân hàn phức căn bản không có quyết đoán gì đi tranh bá với chúng chư hầu bằng không cũng không đến mức bị người dọa một chút liền giao ký châu cho viên thiệu nhưng thời cuộc lúc này không khỏi hắn hắn chỉ có thể nghe theo đề nghị của lý phổ đi chuẩn bị cho tương lai đặc biệt là lý phổ đã từng nói với hắn nếu như ngươi không có bản lĩnh này không có hùng tâm không sao ngươi chỉ cần hiểu ủy quyền là được rồi Hàng phước ngộ ra mình chính là một linh vật mà thôi tìm một quân sư gì đó quyền lực đều thả cho hắn sự tình đều là hắn làm coi như là đến lúc đó tranh bá thất bại ngươi đi tìm hứa du a à, tìm tôi làm gì bái kiến quân sư thấy hứa du nhận bảo kiếm mọi người đồng loạt hành lễ Lý Phổ cũng đứng lên vì hứa du, đây là lần đầu tiên hứa du thưởng thức được tư vị quyền lực. Nhưng lại có một người ngồi ở trên giường, bất vi sở động. Sao lại không bái? Lý Phổ kiếm chỉ hồ nghĩa quát hỏi. Chu Nghĩa vốn là thủ hạ đại tướng của Hàn Phức, nhưng trong lòng vẫn có chuyện bất chính, dù sao chúa công nhu nhược vô năng, Chu Nghĩa một thời gian sau cũng nổi lên tâm tư, muốn phản loạn Hàn Phức. Người này cung mã thành thạo mà có thể chinh thiện chiến, nhiều lần lập chiến công, năm xưa ở Lương Châu, liền tinh thông chiến pháp của người Khương, sau đó phản loạn hàng phước quy thuận viên thiệu, xuất lĩnh bộ đội tinh nhuệ của viên thiệu. Trong cuộc chiến giới kiều, không ngờ lấy 800 binh đại phá hai vạn bộ binh và một vạn kỵ binh của công tôn toản. Nhưng người này ý tài ngạo vật, lập công lao sẽ kiêu căng gây rối, sau đó bị viên thiệu giết chết. Nghĩa vốn định lĩnh binh phản loạn, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, lúc này đây thảo phạt động trác cương nhiên bị Phan Phượng ở trong quân dựng lên uy tín. Binh lính đi theo Phan Phượng xuất chiến không ai không bội phục Phan Phượng, binh lính ký châu tổng cộng có hơn 20 vạn, hiện tại quân đội đóng ở Nghiệp Thành cũng chỉ có 3-4 vạn, hơn nửa hơn phân nửa là tướng sĩ cùng hàng Phúc lý phổ thảo phạt động trác trở về. Những tướng sĩ này vốn là bộ đội của hàng Phúc, hiện giờ đã trở thành tùy tùng của Phan Phượng. Về phần nghĩa đen là ai đã sớm quên mất. Vốn chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao, Phan Phượng lại mượn hàng phước sủng hạnh bò lên đầu hắn. Hơn nữa còn không biết từ nơi nào kéo tới một cái mặt hàng liền muốn bái làm quân sư cho hắn hành lễ. Điều này làm cho tâm cao khiến ngạo sao có thể tiếp nhận. Sao nghĩa? Hành lễ. Lý phổ cầm lấy búa lớn nhìn chầm chầm sao nghĩa. Ngươi là cái gì, lại để cho ta hành lễ? Tốt. Ngươi muốn thử rìu của ta sắc bén hay không? Lý phổ vuốt ve lưỡi rìu nói đau của ta cũng chưa hẳn bất lợi nói xong nhất trường đau hướng lý phổ chém tới lý phổ dùng búa đỡ được một kích này sắc mặt có chút cổ quái có phải cuộc đối thoại này đã từng nghe ở đâu không có phải tôi đã đóng một vai trò khiêm tốn không mẹ nó thái quá binh lính ngoài đại sảnh cầm thương lao vào đại sảnh binh khí trong tay nhắm ngay lý phổ bỏ binh khí xuống bỏ binh khí xuống hàng phước trốn sau án dùng thể trúc bảo vệ đầu hướng về phía sĩ tốt la lớn nhưng những binh sĩ này phần lớn đều bất vi sở động vi nghĩa đã đem những binh sĩ này đổi thành thân tín của mình hàng phước mắt thấy không cách nào ngăn cản vùi đầu vào trong bàn hứa du thấy một màn như vậy vội vàng trốn ở sau cây cột đám người trường sử cảnh vũ biệt giá mẫn thuần trị trung lý lịch đều trốn ở một bên binh lính vây lý phổ lại vẻ mặt chu nghĩa đắc ý đứng ngoài vòng tròn nhìn lý phổ ta biết ngươi dũng mãnh, nhưng nơi này có hơn trăm mãnh sĩ, ngươi bó tay chịu trói đi. Sao nghĩa, ngươi đã sớm có ý định này rồi phải không, vẻ mặt lý phổ dần dần trở nên ngông cuồng. Hàng phức hắn dựa vào cái gì làm chủ ta? Quân sư này như thế nào đáng giá ta bái một lạy? Ân nghĩa nhìn đại cục đã định, thả lỏng tâm thần. Nhưng không chú ý tới quan mang hiện lên trong mắt Lý Phổ, Lý Phổ nhìn rượu trong tay một chút, lại nhìn binh tốt vây thành một vòng, tiếp theo nhìn kỹ năng của mình. Đại sát tứ phương. Búa lớn trong tay Lý Phổ dơ lên, sĩ tốt thấy Lý Phổ muốn động thủ, thương kiếm trong tay nhào nhào chém tới trên người Lý Phổ. Không đợi đao kiếm rơi vào trên người Lý Phổ, những sĩ tốt này bị một cổ lực lớn đánh bay ra ngoài. Qua vài giây mới truyền đến tiếng kêu rên của các binh sĩ. À, cái mông của ta. Cái mông của ta không thấy. Thắt lưng của ta gãy rồi. Vô số sĩ tốt bị Lý Phổ chém thành hai đoạn, đại sảnh vốn sạch sẽ sáng ngời trong nháy mắt nhiễm một tầng huyết sắc. Cánh tay cục cùng tứ chi khắp nơi đều là, hàng Phước bị một màn này dọa bò vào đáy án, nhưng trong lòng lại không biết vì sao một tia cảm giác an toàn ở trong lòng hàng Phước dâng lên. Kiến thức một chút khí phách chân chính đi. Lý Phổ người đầy máu tươi, búa lớn trong tay tí tách máu tươi từng bước từng bước tới gần Phương Nghĩa. Bắt trước tăng 2% binh lính thân tính của Vi Nghĩa giống như là vọt vào vực sâu không thấy ánh mặt trời, ở gần Lý Phổ trong nháy mắt liền biến mất không thấy, chỉ có một ít cặn bã bị vực sâu phun ra. Tuy rằng Lý Phổ một thân huyết sát khí dũng mãnh phi phàm, nhưng Chu Nghĩa cũng không phải hạng người nhu nhược. Trường đao trong tay nắm chặt một đao bổ xuống, rìu lớn trong tay Lý Phổ cũng là hướng về phía Hà Nghĩa chém xuống. Tiếng kim thiết giao minh vang lên, Hồ Nghĩa bị Lý Phổ một búa bổ lui về phía sau vài bước mới ngừng lại, Lý phổ tay cầm rượu lớn truy kích mà lên, mỗi một búa đều bổ hồ nghĩa liên tục lui về phía sau. Cương nhiên bị Lý phổ bổ ra khỏi đại sảnh, Lý phổ lại là một cái đại sát tứ phương bức lui chúng sĩ tốt, dùng búa lớn đóng cửa lại. Lúc này mới nhắc tới rượu lớn giết chết vu nghĩa. Mỗi một kích đều có máu tươi bắn ra, liên tiếp năm búa không chỉ có đem hồ nghĩa đánh lui, hơn nữa còn phát động huyết nộ. Một cổ lực lượng bạo ngược từ trong thân thể dâng lên, ngay cả lý trí vốn có của lý phổ cũng bị ngăn chặn trong lòng chỉ có một ý niệm đó chính là tách ra phá vỡ mọi thứ hết chương này